ta, tôi là David Ho á, và tôi đang chào mừng các bạn từ nước Mỹ đấy ạ. Tôi sống ở ngoại ô của ở thành phố Oklahoma. Rất cảm ơn các bạn hôm nay đã có mặt đây cùng chúng tôi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn ban tổ chức là vì chúng ta có thể dịch cái webinar này sang các thứ ngôn ngữ khác nữa. Tôi cũng mong muốn là có thật nhiều thứ ngôn ngữ được dịch ra. Thì tôi sẽ gửi lời chào mọi người đến các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha, Namaste, đến các bạn Ấn Độ, tất cả các bạn khác sẽ cố gắng thông cảm bởi vì tôi nói bằng tiếng Anh, ra có tiếng Việt nữa. Xin chào mọi người. Tôi có chào mọi người bằng tiếng Nga nữa. Những mọi người, tôi xin chúc mọi người nhân dịp là Tết Nguyên Đán vừa qua. Và một lần nữa thì xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đến với hội thảo độc quyền của chúng ta, CoinSet, mà chúng tôi đã gọi là sức khỏe triển vọng mà đang chờ đón chúng ta. Thì đang chờ đón chúng ta. Xin chào các bạn trong chat. Tên tôi là David Howard. Mọi người cũng biết đến tôi như trong cộng đồng New Life, Nemi New, và tôi cũng là người đồng sáng lập của tập đoàn Able Health and Wellness. Và tôi cũng là nhà đồng sáng lập và người quản lý của công ty Mỹ. Và tôi cũng là học viện thành viên tốt nghiệp Học viện Đầu tư Tư nhân. Và học viện tôi có bằng kinh doanh của Đại học Michigan. Tôi là chủ doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư tư nhân. Tức là tôi có nhiều vai trò khác nhau. Tôi với vợ tôi là Cẩm Nhung. Chúng tôi hỗ trợ cho cộng đồng của chúng ta, hội đồng CoinSet. Mọi người đang tham gia cộng đồng trong các nhóm đại sứ, và chúng tôi cũng cố gắng giúp mọi người thực hiện triển khai cái dự án Evosen ở Mỹ. Thì tôi rất là hài lòng với những gì mà chúng tôi đang làm hiện nay. Tôi với vợ tôi làm việc ở đây đến từ năm 2017 đến nay rồi. Và trước khi mà tôi bắt đầu thì cho phép tôi đọc cho các bạn cái tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này. Các bạn có thể chụp hình cái màn hình này lại để các bạn nắm được tình hình. Chúng ta làm về MLCI thì tí nữa Mila sẽ trao đổi với các bạn. Những gì mà viết ở đây thì các bạn phải nhớ giúp tôi là để giúp đỡ bảo vệ CoinSet và giúp đỡ bảo vệ chính mình. Bất cứ thông tin nào mà được trình bày ở đây thì cũng không phải là những cái lời tư vấn về đầu tư, tài chính hay pháp lý hay là các tư vấn về các mảng khác. Chúng tôi không định thuyết phục các bạn làm bất cứ điều gì cả, không định khuyên các bạn làm gì cả. Các bạn sẽ là người tự mình nghiên cứu, tìm hiểu và tự mình đưa ra quyết định. Các bạn là người chịu trách nhiệm về quyết định của mình, về những gì mà các bạn sẽ làm, về bất cứ hành động nào. Cho nên xin các bạn hãy đừng dựa toàn bộ vào chúng tôi và tất cả các thông tin mà chúng tôi đưa ra ở đây, các bạn lấy được tham khảo thôi. Các bạn nhất định là phải tham vấn thêm những cái cố vấn của mình hay luật sư của mình nếu mà có. Các bạn nhớ thật là cẩn trọng và phải phân tích thật là kỹ càng. Thế chương trình ngày hôm nay của chúng ta sẽ có thực ra là nó phải rất là xúc tích. Chúng tôi cố gắng là gói gọn trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, bởi vì chúng ta sẽ cố gắng là đi theo những cái chủ đề cụ thể rõ ràng. Trước hết là chúng ta sẽ trao đổi về những cái sản phẩm của Evo Health và các cái tin tức mới nhất. Ta có một cái tin tức rất là tuyệt vời dành cho các bạn, và vợ tôi là chị Cẩm Nhung sẽ phát biểu. Và sau đó chúng ta sẽ có cái thông tin về Evosen. Tôi cũng rất là sốt ruột về cái vấn đề này, bởi vì tôi cũng có tham gia vào cái dự án này. Đấy. Và Mila Serdukova sẽ trao đổi với các bạn về dự án này. Vâng. Và trước hết thì chúng ta hãy trao đổi về đặc điểm của sản phẩm, các sản phẩm liên quan đến Able Health và Wellness. Thì tôi sẽ nhắc lại một lần nữa là tôi rất là háo hức được chia sẻ với các bạn những cái tin tức mới nhất. Bởi vì là dự án này là dự án của tôi với Cẩm Nhung. Chúng tôi là nhà đồng sáng lập của dự án này. Tôi là giám đốc tài chính, giám đốc hành chính, còn Cẩm Nhung là giám đốc tổng giám đốc. Chúng tôi cũng có thêm một cái tuyên bố miễn trừ trách nhiệm nữa, bởi vì CoinSet là một cái nền tảng marketing với các cái dịch vụ mà chúng ta đang sử dụng. Thế nhưng là chúng ta cũng cần phải bảo vệ chính mình, bảo vệ cộng đồng của mình. Ta phải đọc cái thông báo miễn trừ này. Để tôi để cho các bạn đọc trên cái slide này.
để cho các bạn sau này không còn bất cứ vấn đề gì lăn tăn nữa. Chúng tôi không hứa hẹn bất cứ điều gì. Chúng tôi biết là đây, trong trường hợp của chúng ta có những trường hợp chúng ta biết chúng ta hiểu là đây là thực phẩm chức năng, nó không phải là thuốc, và chúng ta cần phải hỏi bác sĩ của mình, các tư vấn viên của mình, những người bác sĩ điều trị cho mình xem là chúng ta có phù hợp cái sản phẩm này không. Nếu mà thiếu vitamin thì chúng ta sẽ bổ sung vitamin, chúng ta thiếu cái gì chúng ta bổ sung cái đấy, và được bác sĩ tư vấn, bác sĩ hướng dẫn cho kỹ thì chúng ta mới sử dụng. Các bạn nhớ đọc kỹ các cái thành phần sản phẩm rồi trước khi mà chúng ta sử dụng, tìm hiểu về các cái hiệu ứng phụ. Các bạn đừng nghĩ rằng đây là một cái thuốc diệu kỳ mà có thể giúp chữa cho chúng ta bách bệnh. Thế nhưng này, chúng ta có thể đọc kỹ các cái thành phần thảo dược của các cái thực phẩm chức năng này. Chúng ta mà biết là chúng ta có dị ứng với một cái thành phần nào đấy thì chúng ta phải tránh sử dụng. Chúng ta phải hỏi bác sĩ kỹ càng trước khi chúng ta mua và sử dụng các cái sản phẩm này. Vậy trước mắt bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu các bạn là phu nhân của tôi là chị Cẩm Nhung, cũng là người đồng sáng lập với chúng ta và cũng là nhà giám tổng giám đốc của dự án Evercell Health. Chị có hơn 70 năm, 27 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực vật lý trị liệu, y học cổ truyền. Chị cũng là thành viên của thành viên Viện Khoa học và Công nghệ Sức khỏe Sắc đẹp Việt Nam. Phu nhân của tôi cũng làm rất nhiều, đóng rất nhiều vai trò, cũng là nhà đại diện của hội đồng ở Mỹ và cả ở Việt Nam nữa, cũng là thành viên của Hiệp hội các tướng lĩnh thế giới về hòa bình. Rất là nhiều mọi người đã biết đến phu nhân của tôi rồi, biết là cô ấy rất là tốt bụng, rất là nhiệt tình, cũng là một người chuyên gia, có rất là nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực crypto, lĩnh vực đầu tư, là mẹ của các con tôi. Và bây giờ hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với các bạn về những gì mà chúng tôi đang làm việc, cái dự án của chúng tôi. Vậy thì xin mời Cẩm Nhung hãy lấy mic. Cảm ơn David. Xin chào quý vị, ngày hôm nay rất là hân hạnh được có mặt tham dự chương trình rất là đặc biệt của tập đoàn chúng ta. Bản thân Cẩm Nhung cũng đã được David giới thiệu về kinh nghiệm làm việc cũng như là quá trình làm việc với Everhelm Wellness. Everhelm Wellness là một dự án mà chúng tôi đã ấp ủ hơn 4 năm nay và đã được các nhà nghiên cứu khoa học và những cái chứng nhận của cấp quốc gia của Việt Nam cũng như Hoa Kỳ, và trong tương lai chúng ta sẽ có những chứng nhận của các nước khác. Với quá trình làm việc và cái đam mê mong muốn những cái sản phẩm của chúng ta đến tận tay người tiêu dùng, nên là chúng ta đã cho ra đời một cái hệ sinh thái Everhealth Wellness. Bản thân tôi đã làm việc trong ngành thẩm mỹ sắc đẹp ở tại Mỹ trước khi tôi biết tới tập đoàn của chúng ta, và đây cũng là một cơ duyên khi tôi cùng và cùng cái team của tôi trong suốt thời gian qua đã cống hiến, tìm hiểu và thấy rằng đây là một cái dự án mà rất là cần thiết cho rất là nhiều người, vì nhu cầu sức khỏe và làm đẹp là hầu như ai cũng cần tới. Và rất là nhiều năm tôi đã làm việc cũng như đã học hỏi thêm trong lĩnh vực này vì đam mê, và đó là một quá trình để hình thành lên tập đoàn Everhelm Wellness ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị. Next slide, please. Mục tiêu và kế hoạch của Everhealth Wellness, đây là một hệ sinh thái chuyên về chăm sóc sức khỏe chủ động. Và ngoài chăm sóc sức khỏe, chúng tôi sẽ có những cái dự án liên quan tới nông sản, nhưng trước mắt chúng ta sẽ có những cái sản phẩm thực phẩm chức năng để giúp cơ thể mỗi người được khỏe hơn, đẹp hơn và hạnh phúc hơn.
Chúng tôi sẽ giới thiệu những cái sản phẩm của chúng tôi trong cái phần tiếp theo. Song song đó, chúng tôi tập đoàn chúng tôi cũng có hệ sinh thái là công ty phúc lợi xã hội, an sinh xã hội, sẽ là một doanh nghiệp tạo công ăn việc làm cho những người có hoàn cảnh đặc biệt, những người mà yếu thế trong xã hội, đồng thời là giúp họ có cuộc sống tốt đẹp hơn và giúp doanh nghiệp phát triển. Và đây là một trong những cái mục tiêu cũng như là điều mà chúng tôi hướng tới vì sức khỏe của cộng đồng. Và cũng giống như slogan chúng tôi đã đưa ra là cải thiện sức khỏe thân tâm trí cho tất cả mọi người. Đó là mọi người ngoài về có sức khỏe ở trong thân thể chúng ta khỏe mạnh, thân thể chúng ta bình an thì chúng ta sẽ thấy hạnh phúc hơn và sẽ thành công hơn. Hay là và chúng ta cùng nhau làm những việc ý nghĩa cho xã hội. Đồng thời, chúng tôi đã mở một số trung tâm vật lý trị liệu và mục tiêu là chúng tôi là nhượng quyền thương hiệu. Mục tiêu chúng tôi là nhượng quyền thương hiệu ở các nước, Nhân bản các trung tâm này, các nước kết hợp với những sản phẩm mà chúng ta sẽ có đang có để tạo nên một một sự khép kín chuỗi để hỗ trợ điều trị sức khỏe cho cộng đồng. Ngoài sản phẩm thì chúng ta có những công cụ, những công cụ và những cái sản phẩm để tăng cường cái hiệu quả điều trị tốt hơn, hiệu quả hơn. Và rất là may thì chúng tôi đã kết hợp với một số nhà khoa học và những nhà máy, những người đã có cùng chung chí hướng với tâm huyết mong muốn đem những cái sản phẩm giá trị cho tới cộng đồng. Và chúng tôi có một đội ngũ những nhà khoa học nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực về sản phẩm và chăm sóc sức khỏe, những nhà khoa học có nhiều tâm huyết và cống hiến không chỉ ở Việt Nam mà đã có những cái bằng cấp đã được công nhận ở nhiều nước trên thế giới. Đó là một điều mà chúng tôi đang rất là hân hạnh để giới thiệu với quý vị những cái sản phẩm. Và song song đó, chúng tôi dự định ý kiến về giáo dục và trong tương lai sẽ mở những cái bệnh viện và khu nghỉ dưỡng dành cho những người có nhu cầu chăm sóc sức khỏe và mong muốn được tham quan những nơi mà có danh lam thắng cảnh đẹp ở Việt Nam cũng như các nước trên thế giới. Vì chúng ta biết rồi, những bệnh nhân mà nếu như họ có bệnh lý, tinh thần họ rất là tiêu cực, đúng không? Họ cảm thấy mệt mỏi, họ cảm thấy là họ không có được thoải mái. Nên là cái việc mà định hướng của chúng tôi từ những năm 2020 là trong hệ sinh thái của chúng ta sẽ có một khu du lịch nghỉ dưỡng để thu hút các nhà và các bệnh bệnh nhân cũng như là những người mà có nhu cầu muốn cuộc sống mình phát triển tốt đẹp hơn, đúng không? Đấy là một trong những cái điều mà chúng tôi muốn hướng tới. Next slide please. Sứ mệnh và tầm nhìn cũng như giá trị mà chúng tôi mong muốn đem tới cộng đồng thông qua Evhealth Wellness, cải thiện cơ thể, sức khỏe cho chúng ta được khỏe mạnh hơn, bình an hơn, hạnh phúc hơn, đúng không ạ? Và chúng tôi sẽ đem tới những cái dịch vụ cao cấp cũng như trung bình cho các thành phần trong xã hội. Và mục tiêu của chúng tôi sẽ có những cái trung tâm vật lý trị liệu cũng như là cũng nơi mà nội trú hay bán trú cho nhiều thành phần khác nhau trong xã hội. Chúng tôi có những cái chương trình khác nhau để giúp hoàn thiện cũng như cải thiện sức khỏe cho cộng đồng.
và tầm nhìn Everhealth and Wellness sẽ trở thành một tập đoàn chuyên về chăm sóc sức khỏe chủ động cũng như nông sản, ngành nông nghiệp là ngành mà chúng tôi hướng tới trong tương lai, vì nhu cầu về sức khỏe, về sắc đẹp, về được đẹp hơn, khỏe hơn cũng như là nhu cầu về cái ăn, cái mặc rất là quan trọng, đúng không các bạn? Nên là nông nghiệp là một trong những cái ngành mà chúng tôi sẽ hướng tới trong tương lai, và chúng ta sẽ trở thành một tập đoàn thương mại, dịch vụ và tài chính trên top đầu trên thế giới. Đấy là mục tiêu của tập đoàn Everhealth Wellness. Chúng ta sẽ trở thành một doanh nghiệp chuyên về chăm sóc sức khỏe cũng như là tiên phong đi đầu với những dịch vụ và những sản phẩm cũng như công nghệ hàng đầu trên thế giới. Next slide please. Trên đây là chúng ta sẽ nhìn ngoài cái sản phẩm về hiện nay chúng ta là thực phẩm chức năng, và chúng tôi trong quá trình để nghiên cứu và thử nghiệm để cho ra những cái sản phẩm tân dược trong tương lai. Và hiện nay chúng ta đã có trung tâm vật lý trị liệu ở Việt Nam nha. Chúng tôi đã mở Việt Nam và định hướng chúng ta sẽ mở nhiều tỉnh thành hơn, nhưng mà trong thời điểm này là thời điểm mà chúng ta tập trung để cho ra sản phẩm. Mục tiêu trong năm 2024 là chúng ta sẽ mở nhiều trung tâm vật lý trị liệu ở Việt Nam cũng như các nước, để cho mọi người có cơ hội để được trực tiếp đến những cái trung tâm của chúng ta. Đặc biệt là chúng tôi ưu tiên cho cộng đồng, những người là thành viên của tập đoàn chúng ta đến để được có những giá ưu đãi cũng như được là những thành viên đến được chăm sóc sức khỏe và cũng là ủng hộ cho dự án chúng ta phát triển nhanh hơn. Và chúng tôi đã có định hướng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Ngắn hạn thì chúng ta sẽ cho ra những cái sản phẩm để cho những người mà có nhu cầu về sức khỏe, những bệnh nhân có nhu cầu được hỗ trợ điều trị những bệnh lý cũng như những người khỏe mạnh bình thường và có nhu cầu cần tăng cường chức năng đề kháng, cũng như là được để cho sức khỏe chúng ta được khỏe mạnh hơn, đúng không ạ? Và định hướng chúng ta là sẽ là mở những cái bệnh viện 5 sao cho những người có nhu cầu, đúng không ạ? Và có những bệnh viện 3 sao hoặc sẽ có những trung tâm cho những người mà không có điều kiện để tới bệnh viện. Next slide. Trong thời điểm này chúng ta là sẽ khi chúng ta mua sản phẩm của chúng tôi sẽ có 2 phần. Nếu các anh chị mua qua cổng quay xét thì chúng ta sẽ có cơ hội mua được sử dụng những cái sản phẩm chất lượng cao đạt chuẩn tiêu chuẩn của quốc tế, và đồng thời chúng ta sẽ được tặng miễn phí cái khuôn, những cái điểm, và trong tương lai sẽ chuyển đổi qua cổ phần của doanh nghiệp. Và anh chị là sẽ là đồng hành cùng tất cả các dự án về an sinh, phúc lợi xã hội, nhân đạo và quỹ từ thiện ở trên toàn thế giới, nhằm phát triển kinh tế những cái khu vực có điều kiện khó khăn ở những vùng cao cũng như những người mà yếu thế, hoặc là những người bị handicap, tiếng Việt chúng ta kêu rồi. Mục tiêu của tôi là nhằm hỗ trợ sức khỏe cho cộng đồng và tất cả mọi người trên thế giới có được cuộc sống tốt đẹp hơn, bình an hơn. Rồi, next slide please. Hiện nay chúng ta vào trang web thì chúng ta sẽ thấy chúng tôi đã có những cái sản phẩm và có giá riêng lẻ vì theo yêu cầu cũng rất là nhiều người,
Mong muốn chúng tôi sẽ công bố những cái sản phẩm và có giá mỗi sản phẩm riêng biệt. Chúng ta có thể là chọn lựa theo cái giá của mình. Tuy nhiên, trong Market Hub thì các anh chị vào đấy thì sẽ chọn những cái sản phẩm mà các anh chị muốn mua nha, riêng theo ý của mình. Tuy nhiên sẽ có để ý là một phần địa chỉ sản phẩm thôi, chúng ta không có được kèm thôi. Những anh chị nào mà ở thị trường Mỹ, Canada thì hiện nay chúng ta sẽ được nhận phôi sau nha. Còn những người mà ở Việt Nam thì chúng ta sẽ nhận điểm trước. Và vì mục tiêu chúng ta là sẽ IPO ở sàn chứng khoán Mỹ, chúng ta phải đăng ký Ủy ban chứng khoán Mỹ nên chúng ta phải tuân thủ quy định của Ủy ban chứng khoán của quốc tế cũng như để tuân thủ pháp luật để chúng ta đặt tiêu chuẩn như thế. Nên là tỉa thị trường Canada, Mỹ chúng ta sẽ nhận điểm sau, cổ phần sau. Tuy nhiên khi mà chúng tôi đăng ký chúng tôi sẽ có đầy đủ điểm cho tất cả mọi người. Chúng ta thấy hiện nay là chúng tôi có sản phẩm Everti là sản phẩm trà. Chúng ta không phải là trà thông thường quý vị, mà chúng ta là trà sức khỏe, trà để chúng ta thưởng thức về vừa mùi hương, nó làm chúng ta thư giãn hơn, và những cái thành phần và chất chống oxy hóa cũng như những cái thành phần của trà chúng tôi rất là trà đặc biệt. Nên chúng tôi chọn cái tên là Everti để giúp chúng ta khỏe hơn và thư giãn hơn nha. Đó là giá chúng tôi thấy là 89 đô la. Và chúng ta có thể chọn trong cái gói này là bao nhiêu, và chúng tôi sẽ có sắp tới sẽ có những cái combo cho quý vị chọn lựa ưu đãi cho các chị. Nhưng mà tuy nhiên các chị mua trong này thì sẽ không có điểm nha. Chúng ta mua vào cổng quay xét bên chỗ gói thì chúng ta mới được tặng miễn phí điểm, và trong tương lai sẽ là chuyển đổi qua cổ phần doanh nghiệp. Và chúng ta có sản phẩm phổi lân recovery là cái sản phẩm cho những người có nhu cầu tăng cường chức năng của phổi, những người mà hậu covid hoặc là những người có đang mắc bệnh covid chúng ta cũng sẽ sử dụng được cái sản phẩm này, đúng không ạ? Và những người bình thường nếu chúng ta muốn tăng cường chức năng đề kháng cho phổi hay là phổi chúng ta khỏe mạnh hơn, chúng ta có thể sử dụng sản phẩm lân recovery, giá là 88 đô la. Và chúng ta có sản phẩm về tim mạch, đúng không ạ? Tim mạch dành cho những người có nhu cầu để tăng cường sức khỏe của tim mạch và máu huyết lưu thông để cho trái tim khỏe mạnh hơn. Và ngoài ra chúng ta sẽ có sản phẩm Evokit ngoại jelly là những cái viên mà trẻ em thường chúng ta thấy hay thích những cái sản phẩm này, đúng không ạ? Các anh chị ở Việt Nam, các chị nào kêu mọi người vào cho đúng giờ. Rồi ngoài ra chúng ta có những cái sản phẩm khác ở đây. Next slide please. Nếu anh chị mua ở trong cổng quay xét nó có hai phần, phần mà nếu chúng ta mua gói thì chúng ta sẽ được tặng miễn phí cái điểm nha các anh chị. Điểm này sẽ chuyển đổi qua cổ phần như nãy Nhung mới nói. Tuy nhiên chúng ta có nhiều cái sản phẩm khác mà vì thời gian có hạn, chúng ta còn một số slide tiếp theo nói về Evercell. Nên là Evercell chúng tôi sẽ có một chương trình khác, chúng tôi sẽ làm việc với tất cả các nhóm leader. Các anh chị có nhu cầu muốn biết chi tiết hơn về sản phẩm và cách mua như thế nào, chúng ta sẽ có những cái chương trình tiếp theo. Và chúng ta có cái website ở trong các nhóm tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha. Các chị vào các website thì chúng ta sẽ có chi tiết hơn nha. Vì thời gian có hạn chúng ta không thể chia sẻ chi tiết hết được. Và chúng ta có gói gói 220 đúng không ạ? Rồi gói 500, rồi có nói 1.000, 2.000 đó, và chúng ta gói 5.000 đô, 10.000 đô đó.
Anh chị nào mà có, thứ nhất là muốn nhu cầu chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm, chúng ta mua gói thì chúng ta được tặng miễn phí cổ phần thời điểm này, đúng không ạ? Và những cái này là chúng ta được sản phẩm tương đương với số tiền chúng ta mua bằng cổ phần riêng chúng ta. Chúng tôi không bán cổ phần thời điểm này để chúng ta được hoàn toàn được miễn phí cái địa cắt điểm này. Và chúng ta có rất là nhiều gói ở đây. Thank you, go next slide. Các anh chị vào cái website chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Đây chúng tôi chỉ đưa tượng trưng cho các anh chị. Vào cổng website thì chúng ta sẽ thấy chi tiết các gói như thế nào nha. Và đây là trong back office cách nào để chúng ta có thể vào những trang để chúng ta mua gói. Và chúng ta sẽ có những gói trả góp ngày hôm nay là tập đoàn bắt đầu mở bán gói trả góp. Các anh chị có thể mua sản phẩm riêng biệt, ngày hôm nay là ngày đầu tiên. Các anh chị có thể chọn cái sản phẩm mà các anh chị muốn và chỉ có sản phẩm thôi, không có được tặng kèm cái điểm, cái point nha. Điểm, mà nhắc lại cái điểm này là điểm cổ phần của doanh nghiệp và chúng ta sẽ trong tương lai sẽ IPO trên sàn chứng khoán của Mỹ. Tuy nhiên hiện nay anh chị nếu mua ở trong các gói thì chúng ta nếu ai có điều kiện thì chúng ta mua một lần thì sẽ lợi hơn, còn chúng ta mua trả góp thì chúng ta được nếu không đủ tiền thì chúng ta có thể góp hàng tháng, đúng không ạ? Chẳng hạn trong gói 220 chúng ta có 4 tháng, mỗi tháng là quý vị góp 55 đô la một tháng cho gói 220 đô, đúng không ạ? Nếu mà gói một tiếp theo là đúng không ạ? Gói 500 thì mỗi tháng chúng ta được góp 100 đô, đúng không ạ? Và nếu mà gửi trả một lần thì chúng ta được lợi hơn vì chúng ta biết rồi, mua sỉ mua lẻ nó khác nhau. Và trong cái gói này chúng tôi chọn những cái sản phẩm chỉ là tạm thời thôi quý vị, không bắt buộc quý vị phải lấy đúng sản phẩm này, đúng không ạ? Tuy nhiên chúng tôi chọn cái sản phẩm tương đương với số tiền của gói. Còn sau này chúng ta sẽ có một cái link để quý vị có thể chọn, cũng giống như ta mua Eversend đúng không? Để chọn cái sản phẩm nào quý vị muốn. Vì chúng tôi sẽ làm gói để chúng tôi biết là bao nhiêu point để chúng tôi tặng cho quý vị nha. Đó bây giờ chúng tôi làm gói. Tuy nhiên quý vị có thể chọn những sản phẩm nào các chị muốn theo nhu cầu của gia đình mình, hoặc là để cái thời gian mà để giao hàng về chúng ta, những người mà mua gói trả góp thì khi nào các chị trả đủ rồi thì mới được nhận sản phẩm. Tuy nhiên các điểm thì ngoài Mỹ và Canada thì mỗi tháng các chị đều được nhận cái điểm, hoặc là còn Canada Mỹ chúng ta sẽ được nhận sau, tuy nhiên vẫn bằng như nhau ạ. Mỗi cái gói này các chị, nếu mà gói lớn thì các chị sẽ được trung bình quy điểm ra thì cái số lượng điểm sẽ được nhiều hơn, đúng không ạ? Đó là cổ phần trong tương lai. Và chúng ta biết rồi, khi mà nhu cầu bán hàng trên thế giới mà nhiều hơn, chúng ta đã có cộng đồng trên rất là nhiều quốc gia là cộng đồng mà đã tham gia với tập đoàn nhiều năm, và họ là những người sẽ là những người sử dụng sản phẩm. Trước giờ chúng ta chỉ mua sản phẩm chúng ta sử dụng, và đây là cái cơ hội chúng ta được sử dụng sản phẩm và chúng ta là những người sở hữu cổ phần, chúng ta sẽ được nhận cổ tức từ tổng số lượng hàng chúng ta bán ra ở nhiều nước trên thế giới. Sau khi trừ chi phí các hãng thuế thì chúng ta nhận được cổ tức, đúng không ạ? Và cổ tức này không chỉ một năm, 2 năm mà chúng ta sẽ được nhận từ nhiều đời sau quý vị, rất là nhiều năm sau. Chúng ta thấy rồi, nhu cầu sức khỏe càng ngày càng lớn, thị trường về dù hiện nay khủng hoảng kinh tế toàn cầu, chúng ta thấy chiến tranh dịch bệnh khắp nơi, đúng không ạ? Thì cái việc mà nhu cầu về sức khỏe thì luôn luôn mọi người cần quan tâm, và càng stress nhiều thì người ta cần có khả năng bệnh lý nhiều hơn. Chúng ta không chỉ có những cái sản phẩm cho những người bệnh phổi vậy, chúng ta có những sản phẩm cho những người bị tim mạch, những người có nhu cầu phòng ngừa, đúng không ạ? Để về 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 bệnh tai biến và đột quỵ,
hoặc là những người có nhu cầu muốn hỗ trợ điều trị những bệnh lý như bệnh ung thư, bệnh tiểu đường, huyết áp, rất là nhiều bệnh khác nhau, vì những sản phẩm chúng ta là những sản phẩm sản xuất từ thiên nhiên và công nghệ hiện đại trên thế giới nha. Công nghệ đạt chuẩn GMP là tại tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm, và chúng ta đã có những cái đã được thử nghiệm, được công nhận chất lượng cũng như về an toàn thực phẩm ở FDA của Mỹ, và những sản phẩm chúng ta đã đạt tiêu chuẩn, chứ không phải là chúng ta những sản phẩm trôi nổi trên thị trường nói vậy, hay là có nguồn gốc rõ ràng và được sản xuất từ những cánh đồng chúng tôi nuôi trồng và từ thiên nhiên, vì không sử dụng những phân bón hóa chất hóa học organic để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng của chúng ta. Nên sản phẩm chúng ta không phải là chứa hóa chất gì cả, nên các anh chị yên tâm thì chúng ta sử dụng. Tuy nhiên nó là sản phẩm từ thiên nhiên, như nãy David có nói, chúng ta luôn luôn tư vấn với bác sĩ để có sản phẩm chúng ta phù hợp không, nhưng mà những sản phẩm như giống là cây cỏ từ thiên nhiên nên là tác dụng phụ hầu như là rất là ít, nhưng mà chúng ta vẫn phải tư vấn với bác sĩ nếu các anh chị có bệnh lý. Next slide please. Đây là bản chi tiết các gói mà chúng ta sẽ được trả góp. Chúng ta có 13 gói. Gói đầu tiên là gói 220 đô. Và nếu chúng ta trả 4 lần thì sao? Thì chúng ta được mỗi tháng là trả 55 đô. Và tổng số điểm thưởng là chúng ta sau khi trả đủ là 260 điểm. Chúng ta nhắc lại số lượng chúng tôi phát hành điểm của Evian Wellness là tổng cung là 2,5 tỷ, số lượng nó không nhiều so với trên thị trường, và số lượng chúng tôi phát hành ra dưới 17% quý vị, là số lượng rất là nhỏ. Chính vì vậy, và đây là một cái cổ phần và chúng ta sẽ được nhận cổ tức trong tương lai, nên là số lượng chúng ta không phát hành nhiều để nhằm tăng giá trị cho cái cổ phần của chúng ta trong tương lai. Đó. Nên là gói 220 thì chúng được 260 điểm. Gói 500, nếu chúng ta trả góp 5 lần, mỗi lần 100 đô chúng ta nhận được 610 điểm. Gói thứ ba là gói 1.000 đô, và chúng ta trả 5 tháng, mỗi tháng 200 đô, thì tổng điểm chúng ta nhận được là 1.225 điểm. Và đồng thời những cái điểm này thì chúng ta sẽ nhận được tương ứng với cái số sản phẩm chúng ta có sản phẩm về sức khỏe, và kể cả có những serum để cho chúng ta, hoặc là glutathione, những cái sản phẩm để tăng cường chức năng đề kháng, những sản phẩm cho sinh lý nam, và những sản phẩm để tăng cường nội tiết tố cho phụ nữ để chúng ta da chúng ta đẹp hơn, thậm chí có thể tăng vòng một quý vị, rất là nhiều cái lợi ích cho chúng ta khi sử dụng sản phẩm. Tuy nhiên chúng tôi ra chương trình có thời hạn, chúng tôi không thể chia sẻ chi tiết cho quý vị, nhưng quý vị có thể chọn gói trước, và sản phẩm chúng ta sẽ có cái link để quý vị chọn sản phẩm theo ý mình. Tuy nhiên phải tương đương cái số tiền mà chúng ta được chọn gói, nếu không quý vị sẽ trả thêm cái phần chênh lệch và shipping. Chúng ta có cái gói 2.000, 5 tháng thì mỗi tháng chúng ta sẽ trả 400 đô và tổng điểm thưởng là 2.500 điểm. Gói 5.000, số tiền mỗi tháng cho 5 tháng là sao? Mỗi tháng chúng ta trả 1.000 đô cho gói 5.000 đô, và tổng điểm thưởng sau khi trả góp đủ là 6.700 điểm. Next slide please. Gói 8.000 đúng không ạ? Thì chúng ta vẫn mà tổng các gói thì tối đa chúng ta trả góp trong vòng 5 tháng, vì chúng ta biết rồi, thời điểm này thời điểm đầu tiên, giai đoạn đầu tiên chúng ta sẽ có được giá rẻ nhất, có vẻ giá thấp nhất, số lượng điểm tốt nhất quý vị, nên là quý vị sẽ tối đa chỉ 5 tháng thôi chứ không có kéo dài nhiều hơn. Nhưng mà trong tương lai thì tùy thời điểm, tùy cơ hội thì chúng tôi sẽ linh động. Nhưng mà hiện nay chúng ta sẽ 5 tháng, vì chúng ta được lợi thế là chúng ta được mua giai đoạn đầu tiên. Gói 8.000 đô thì 5 tháng chúng ta mỗi tháng trả 1.600 đô và tổng điểm là 11.000 điểm. Và gói 10.000, mỗi tháng chúng ta trả 2.000 đô, 5 tháng là 14.250 điểm. Gói 20.000 đô, mỗi tháng chúng ta trả góp là 4.000 đô và 5 lần
tổng điểm là 29.720 điểm, gói 30.000 đô. Thì chúng ta ngoài cái sản phẩm chúng ta có được thì mỗi tháng chúng ta góp 6.000 đô và 5 tháng tổng điểm là 46.000 điểm và gói 40.000 đô 5 tháng. Chúng ta mỗi tháng chúng ta trả góp 8.000 đô một tháng và số điểm thưởng là 64.000 điểm. Đồng thời, tất cả các điểm này được tính điểm riêng. Ngoài ra chúng ta được sản phẩm tương đương với số tiền chúng ta mua, quý vị nha. Sản phẩm này chúng ta có thể sử dụng cho mình, cho người nhà, hoặc chúng ta có thể bán tùy các anh chị nha. Ở đây là cái gói tặng kèm khi chúng ta mua sản phẩm thì chúng ta được điểm. Next slide please. Và chúng ta thấy rồi, ngoài từ cái gói 40.000 đô thì chúng ta có 50.000 đô, 80.000 đô và 100.000 đô. Gói 50.000 đô, nếu 5 tháng thì mỗi tháng chúng ta trả góp 10.000 đô, tổng điểm là 82.500 điểm. Gói 80.000 đô, mỗi tháng chúng ta góp 16.000 đô, 5 tháng là 5 tháng là tổng, sau khi chúng ta trả đủ chúng ta được 137.750 điểm. Cái gói 100.000 đô chúng ta góp 5 tháng, mỗi tháng 20.000 đô và tổng điểm là 180.000 điểm. Chúng ta sẽ được nhận sản phẩm sau khi chúng ta trả đủ số trả góp, và sản phẩm tương đương với số tiền gói chúng ta bỏ ra. Sản phẩm chúng ta sẽ trả shipping riêng nha, sản phẩm và chúng ta tự trả shipping tùy theo nước. Chúng tôi sẽ có cái giá shipping mỗi nước khác nhau, vì nếu như thời điểm đầu chúng ta ai mà cần sản phẩm sớm thì chúng ta ship qua những cái công ty ship số lượng nhỏ thì chi phí ship nó cao hơn. Và trong tương lai chúng ta sẽ có kho ở các nước thì cái shipping nó sẽ giá giảm hơn và chúng ta sẽ được ship nhanh hơn. Team của chúng tôi cam kết sẽ làm việc hết mình để cho chúng ta ship tới nhiều người và cái thời gian sớm nhất có thể cho cộng đồng, tùy theo cái tài chính của chúng ta nhanh hay chậm thì chúng tôi sẽ làm nhiều sản phẩm hơn và chúng tôi sẽ có sản phẩm tới tận tay quý vị nhanh hơn có thể. Next slide please. Tổng cung của những cái điểm của chúng tôi không có nhiều quý vị, nên quý vị nhìn điểm nhưng mà mỗi điểm nó sẽ rất là có giá trị và nó sẽ tăng trưởng giá trị theo nhu cầu, và định kỳ mỗi năm, đúng không ạ? Chúng ta biết rồi, nhu cầu sức khỏe càng ngày càng lớn và nhiều nước, nhiều người họ biết tới sản phẩm của chúng ta thì số lượng hàng bán ra chúng ta sẽ nhiều hơn, thì giá trị của phần chúng ta sẽ tăng hơn. Và những cái sản phẩm mà chúng ta bên đây là cái link, nếu các anh chị ở tiếng Việt cũng như đang ở phòng tiếng Việt thì các anh chị có thể click vào những cái link ở dưới đây. Bên IT, bộ phận IT đang gửi link cho mình, và ở phòng tiếng Anh hay tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nga, cái gì có cái link, cái gì có thể vào đó mua. Rất là nhiều người có nhu cầu muốn sử dụng sản phẩm và họ muốn tự thử nghiệm trước đó. Và trong tương lai chúng tôi đã công bố thêm nhiều sản phẩm nữa, và chúng tôi đã những sản phẩm chúng tôi được sản xuất bởi những công nghệ hiện đại bậc nhất trên thế giới hiện nay, những là như công nghệ nano cũng như công nghệ lượng tử quantum các bạn. Đây là những công nghệ để cho cái sản phẩm chất lượng cao hơn và thẩm thấu nhanh hơn tới tế bào cơ thể của chúng ta. Next slide please. Next slide please. Những cái gói mà riêng á, quý vị thấy ở đây chúng tôi có 14 sản phẩm. Sản phẩm đầu tiên là sản phẩm về tiểu đường, đúng không ạ? Về cho những người bệnh nhân bị tiểu đường thì quý vị sẽ có thấy là sản phẩm là giá 68 đô. Essential Oil giá 68 đô. Evo Serum là những serum cho để chăm sóc sức khỏe là giá 76 đô. Evo Kids Jelly giá 88 đô. Collagen, chúng ta thấy collagen cộng
Collagen chúng tôi không chỉ là có collagen mà chúng tôi có những cái thành phần để chăm sóc cho sức khỏe cũng như cho da chúng ta đẹp hơn, và chúng ta có những cái thành phần khác không chỉ có collagen. Là chúng ta có sản phẩm phòng phổi 88 đô, Level T 89 đô, Slender Care là sản phẩm để giảm mỡ lipid cho những người có nhu cầu để giảm mà nếu mà giảm mỡ thì tàn quý vị đúng không ạ, để cho chúng ta có cái thân hình đẹp hơn, và ngoài ra chúng ta sẽ có thân mình vừa khỏe vừa đẹp. Tuy nhiên sản phẩm chúng tôi không có phải là những sản phẩm mà nhanh quý vị, tôi không có những sản phẩm là có tác dụng nhanh tức thì, vì đó những cái sản phẩm như thế sẽ rất là không có lợi cho sức khỏe. Mình của tôi sẽ giải quyết từ gốc rễ những cái vấn đề của những người mà mua sử dụng sản phẩm chúng ta, nên là nó sẽ tác dụng từ trong bên trong có việc, nên là nó sẽ lâu dài và nó có lợi hơn cho sức khỏe. Chứ tôi không phải là những sản phẩm, kể cả những sản phẩm chúng ta thấy là men and hand là những sản phẩm cho nam giới, không phải là những cái sản phẩm chúng ta thấy trên thị trường bán là có tác dụng tức thời quý vị, mà chúng tôi sẽ hỗ trợ điều trị những cái bệnh lý từ trong gốc rễ của bệnh của người mà sử dụng sản phẩm này, đúng không ạ? Nên nó sẽ tác dụng từ từ và có hiệu quả lâu dài cho chúng ta. Hai sản phẩm chủ đạo của chúng tôi là Heaven Jay và Eden Garden. Đấy, Eden Garden là những hai cái sản phẩm mà có chức năng tăng cường sức đề kháng và có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Các chị nếu ai có nhu cầu mà muốn hỗ trợ các bệnh lý của mình, là có nghĩa là những đặc biệt những bệnh nhân mà đã đang điều trị ở bệnh viện như là hóa trị, xạ trị đúng không ạ? Các chị có nhu cầu muốn tăng cường chức năng đề kháng thì chúng ta có thể sử dụng hai cái sản phẩm Eden Garden và sản phẩm Heavenly Jade là cái số 11 và cái số 13. Và sản phẩm chúng ta tăng cường chức năng đề kháng và bổ sung dưỡng chất cho những bệnh nhân đang điều trị hóa trị cũng như xạ trị, hoặc là những bệnh nhân mà không chưa bao giờ xạ trị hóa trị, hoặc những bệnh nhân hoặc là những cái người mà khỏe mạnh bình thường như công nhân cũng sử dụng sản phẩm này được bình thường nha. Nếu chúng ta có nhu cầu muốn cho chúng ta khỏe hơn và chúng ta phòng ngừa các bệnh tật nha. Và sản phẩm Cardio Control là sản phẩm dành cho những người có nhu cầu muốn sao ạ? Được để máu hỗ trợ máu huyết chúng ta lưu thông tốt hơn, và chúng ta có để phòng ngừa các bệnh tật trong tương lai, về liên quan tới vấn đề máu huyết hoặc là những cái bệnh mà về tai biến và đột quỵ các bạn. Đây là những cái sản phẩm chúng ta chỉ sử dụng một lần trong một năm nha. Sắp tới chúng ta sẽ có những sản phẩm liên quan tới những để hỗ trợ những bệnh lý này, nhưng mà sẽ sau đây đây chúng ta sản phẩm này một hộp chúng ta có thể sử dụng một năm một lần nha, để hỗ trợ các bệnh lý, để phòng ngừa các bệnh lý cho chúng ta về liên quan tới tai biến và đột quỵ. Next slide please. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình chúng tôi đã chia sẻ. Chương trình có thời hạn và mong gặp lại quý vị những chương trình tiếp theo. Và chúng tôi sẽ gặp tất cả những người mà mong muốn được có sức khỏe tốt hơn, được sở hữu những cái cổ phần giá trị trong tương lai là cổ phần những công ty dược của chúng tôi, thì sẽ liên lạc với chúng tôi và chúng tôi sẽ làm việc với các leader. Chúng tôi sẽ là ưu tiên để phân tích, chia sẻ và trả lời tất cả các câu hỏi của quý ông bà để chúng ta hiểu hơn về sản phẩm cũng như chúng ta mong mong muốn được sở hữu những cổ phần cũng như sử dụng sản phẩm cho gia đình mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn. Cảm ơn Cẩm Nhung được cái thông tin và cũng đã giải thích rất là rõ ràng về những tin tức mà chúng ta vừa được chia sẻ. Như tôi vừa nói là chúng tôi rất là chú ý lắng nghe cộng đồng của chúng ta.
xem mọi người nói như thế nào, lắng nghe ý kiến của cộng đồng. Mọi người có người hỏi là thế tôi có thể thay đổi cái thành phần của gói hay không, bởi vì có một số thứ thì chúng tôi không quan tâm hoặc là chúng tôi không cần thiết đến. Thì sau khi chúng tôi nghiên cứu, chúng tôi cũng đã thay đổi. Thì các bạn có thể vào back office coin set, các bạn sẽ thấy là ở đây chúng tôi đã để cho các bạn là sản phẩm riêng, sản phẩm cá nhân, các bạn có thể mua để dùng thử xem là nó có phù hợp hay không, và sau đó thì các bạn mới quyết định là mua nhiều. Đấy, thì tôi cũng nhắc lại là khi các bạn không thích thành phần của gói thì các bạn có thể thay đổi bằng thứ khác. Thì tôi luôn luôn lắng nghe ý kiến góp ý của các đối tác. Nếu như các bạn muốn mua sản phẩm, bạn mua một sản phẩm với điểm thường thì cũng có thể mua. Nếu như các bạn muốn bắt đầu công việc kinh doanh của mình, các bạn có thể làm điều đó ngay lập tức nhờ có các cái gói của chúng ta. Chúng tôi chẳng bao lâu nữa thì chúng tôi sẽ nghiên cứu cái việc làm sao để cho các thành viên của Canada, của công dân Canada và Mỹ cũng có thể trở thành nhà đồng sở hữu, bởi vì chúng ta có SEC, chúng ta có Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ, họ theo dõi cái vấn đề này rất là chặt chẽ. Công ty thì cũng làm ở Việt Nam, thế nhưng trước khi chúng tôi bắt đầu bán phân phát các cái điểm thưởng thì mà sau đó có thể sẽ được chuyển đổi thành cổ phần. Thế thì chúng ta cần phải thực hiện tất cả những cái yêu cầu về luật pháp, và chúng ta sẽ kiểm tra hết tất cả những cái yêu cầu đó, và chúng ta sẽ có thể cho cả người Mỹ lẫn người Canada tham gia cùng nữa. Tôi đã viết cái trong quá trình cái cuộc họp này tôi có mới một số thông tin trong chat đấy, để cho các bạn có thể chụp cái mã QR mà các bạn nhìn thấy trên màn hình. Tôi không kịp làm cái việc đấy. Hóa ra là tôi viết cái tin nhắn đó là viết cho bên ban tổ chức, cho nên là người xem bình thường không thể nhìn thấy cái recommendation, cái đường link đấy của tôi gửi. Nhưng mà nếu các bạn nghe, chú ý lắng nghe thì các bạn có được đầy đủ các cái thông tin cần thiết rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo của webinar của chúng ta là liên quan đến Evosen và các tin tức về Evosen. Hôm nay diễn giả tiếp theo của chúng ta là chị Elena Pepina, là mẹ của một bé gái 10 tuổi, một diễn giả quốc tế. Tôi cũng là cha của hai cô, tôi cũng có hai cô con gái, tôi cũng rất là thích ngắm chúng lớn lên, và tôi cũng rất là vui mừng là tôi với cả chị Elena cũng quen biết nhau. Đấy là một diễn giả tuyệt vời. Tôi biết là các bạn mà quen chị ấy từ trước rồi thì các bạn sẽ thấy chị ấy thay đổi. Chị ấy đã thay đổi rất nhiều. Chị ấy đã có được một cái cơ thể, một cái luyện tập cho sức khỏe rất là tuyệt vời. Chị cũng là đào tạo hướng dẫn về thiên tài tài chính, trò chơi thiên tài tài chính, quản trò của trò chơi thiên tài tài chính. Và chị ấy cũng tôi cũng nhớ những lần chị ấy phát biểu ở trên sân khấu thì tôi thực sự là rất là hưởng thụ cái bài phát biểu của chị ấy, vì chị ấy mang lại cảm hứng cho tất cả mọi người. Và sau đó thì ví dụ tôi và tiếp theo cho chị ấy, thì tôi đầy cảm hứng để đi lên sân khấu cùng với chị ấy. Và tôi rất mừng hôm nay chị ấy có mặt ở đây. Thế thì tôi cũng vui là chị ấy cũng tham gia thực hiện dự án Evosen. Chị Alena sẽ giới thiệu cho các bạn về Evosen. Thế thì chúng ta hãy không cần về mất thời gian nữa, tôi xin giới thiệu với các chị Alena Pepina. Xin cảm ơn anh David, bài phát biểu của anh với chị Cẩm Nhung thật là tuyệt vời. Những cái mấy năm gần đây thì tôi cũng theo dõi chăm sóc sức khỏe rất là nhiều, tôi tập thể dục thể thao rất là nhiều, và chúng ta cần phải chăm sóc cơ thể của mình thật là tốt. Bởi vì chúng ta không có sức khỏe thì chúng ta muốn làm gì, chúng ta có giàu đến đâu đi nữa cũng chả để làm gì cả. Tất cả mọi thứ sẽ không còn là có ý nghĩa gì nữa. Thế thì tên tôi đúng là Alena Pepina, và hiện nay thì tôi đang là đại diện của dự án Evosen. Tôi rất thích cái dự án này. Tôi rất thích nước hoa. Tôi rất thích tầm nhìn của cái dự án này. Thực sự là một dự án rất là tuyệt vời. Và tôi thường tổ chức các cái bài thuyết trình vào thứ năm hàng tuần, và mỗi thứ hai thứ bảy một lần tôi lại phát biểu. Thế thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cái tin tức mới nhất. Thế thì xin cho tôi xin slide tiếp theo. Vậy thì Evosen là gì? Trước hết, đây là một công ty toàn cầu mà sản xuất các loại sản phẩm mỹ phẩm. Trước hết là nước hoa, sau đó sẽ có các loại mỹ phẩm khác nữa.
Ở đây chúng ta đang nói về cái sản phẩm deluxe, sản phẩm hạng sang đấy. Và đây là một cái tôi rất là vui mừng được giới thiệu cái người đứng sau dự án này, đó là anh Ramon Becha, một người mà có rất là nhiều kinh nghiệm, 40 năm kinh nghiệm về trong lĩnh vực làm đẹp và thời trang mỹ phẩm. Đây thực sự là một nghệ sĩ. Bản thân tôi thì cũng đã được cũng vẽ, cho nên là tôi cũng rất hiểu là cái việc mà sáng tạo là gì. Thế thì anh Ramon là đã sáng tạo ra các mùi hương, và sau mỗi mùi hương thì đều có cả một cái ngành khoa học lớn. Một số mùi hương thì giúp chúng ta nâng cao tinh thần, có thể sử dụng trong việc trị liệu nữa, và có thể tạo ra cái phép màu. Nếu như mà chúng ta đọc những cái trích dẫn của Ramon Vega thì chúng ta sẽ thấy rất là các anh ấy nói sử dụng các cái từ rất là tuyệt vời. Và tất nhiên thì sứ mệnh của Evosen là cho một hàng nghìn hàng triệu người có thể làm việc với nước hoa với một cái giá tốt nhất. Thế thì bây giờ chúng ta mà xem trên thị trường đi, để thị trường thông thường đi. Nếu như mà các bạn có thể thấy được một loại nước hoa đắt tiền ở đấy, thì nước hoa đắt tiền thì cũng chưa chắc đã là tốt nhất đâu nhé. Đấy, nước hoa rất là xịn thì là giá không thể tin tưởng nổi đâu. Vậy thì cho nên chúng tôi đang muốn mang lại cái cơ hội cho cộng đồng của chúng ta có thể mua được cái loại sản phẩm cấp cao đấy với một cái giá phù hợp. Thì các bạn sẽ được biết, chẳng bao lâu các bạn sẽ được biết là đấy là giá tiền là bao nhiêu. Thì anh Ramon Behar là một người Tây Ban Nha, thì các bạn có thể thấy được cái thành tựu của cái loại nước hoa đó mà anh ấy đã đưa ra trên thị trường trên khắp thế giới. Các bạn sẽ rất là ngạc nhiên khi mà biết là anh ấy đã bán được một chai nước hoa của bộ xuất nước hoa sắc tập của mình với giá 190.000 đô la Singapore, ở Singapore đấy. Anh ấy làm việc ở cận đông, vùng cận đông, Trung Đông, ở Mỹ, ở châu Âu. Và thường thì tôi vẫn hay nghiên cứu, tự mình kiểm tra, tự mình nghiên cứu về những cái thông tin mà tôi nhận được trên Google hay là trên các cái trình duyệt, các cái bộ máy tìm kiếm khác. Các bạn cũng có thể tìm hiểu, các bạn có thể lên Google các bạn tìm hiểu xem đấy là gì, thì các bạn sẽ thấy rất nhiều cửa hàng online mà bán sản phẩm của anh Raymond Becha. Không biết anh David đã nói với các bạn hay chưa, thì các bạn hãy theo dõi cái chat, bởi vì là trong quá trình này thì bên moderator họ sẽ gửi đường link cho chúng ta, một số cái đường link quan trọng mà chúng ta có thể có được những cái thông tin quý báu từ đó. Vậy thì tôi cũng rất là muốn là các bạn cùng chúng tôi xem một cái video rất là sáng tạo, và sau đó chúng ta sẽ quay trở lại với cái chương trình của chúng ta. Các bạn có thích cái video này không?
Này thì video để chưa được đưa lên YouTube đâu, nhưng mà chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ làm điều đó. Và các bạn vừa để có thể thấy được cái lọ ở nước hoa 75 là bao trông nó như thế nào đấy. Video hết rồi đúng không ạ? Ok, tuyệt vời. Trên slide này thì tôi muốn nhắc các bạn, tất cả những người có mặt ở đây, nhất là những người nào có mặt lần đầu, về việc dự án Evosen có 10 giai đoạn phát triển và hiện nay chúng ta đang ở giai đoạn thứ 6. Và tất cả mọi người đều có cơ hội tham gia trong dự án này. Và khi mà các bạn mua gói thì các bạn có thể chọn xem các bạn thích cái gói nào nhất, phù hợp gói nào phù hợp nhất, tùy theo cái năng lực của các bạn. Các bạn có nhớ không, mà tôi cũng nói là mỗi một dự án thì các cái giá thì đều rất là phù hợp với các loại túi tiền khác nhau, và chúng ta có thể lựa chọn cái loại nào phù hợp với mình nhất, từ 50 đô la đến 18.000 đô la. Và các bạn có thể thấy từng xem từng cái dự án, từng cái gói, thì có gói thì là có bộ thử nghiệm thôi với những cái mùi hương khác nhau. Còn nếu chúng ta mua gói số 3 thì ngoài cái bộ tặng đấy, chúng ta còn có thể có nhận được một cái lọ nước hoa 75 ml nữa. Ngoài ra chúng ta còn có thể tham gia khóa học của Học viện Evosen. Học viện Evosen thì mới có khóa học dành cho tất cả mọi người, không nhất thiết là phải là người quảng bá chuyên nghiệp của dự án này. Thế nhưng mà chúng ta cũng có thể học để biết được xem là cái nước hoa được sáng tạo như thế nào, tại sao nó lại được ra đời, vân vân. Tôi cũng đã học khóa đấy rồi và tôi thấy là khóa đấy rất là tuyệt vời. Bản thân tôi đã trải qua và tôi rất là khuyên các bạn, chân thành khuyên các bạn nên thử học và mua cái gói mà có khóa học ấy, thì nó sẽ rất là lợi ích, rất là bổ ích cho chúng ta. Ngoài ra thì gói đấy cũng có các cái điểm thưởng nữa. Đây là cái cơ hội của chúng ta để trở thành nhà đồng sở hữu của dự án này. Ta sẽ không chỉ dùng nước hoa, giới thiệu nước hoa cho mọi người khác, mà chúng ta trong tương lai còn có thể trở thành nhà đồng sở hữu của loại nước hoa đó. Và khi mà công ty mở rộng ra rồi, lớn lên lớn mạnh rồi, thì chúng ta có thể có được những cái lợi ích thêm nữa, ví dụ như là nhà đồng là như là ở với cách là một nhà đồng sở hữu. Thế thì trên cái slide tiếp theo tôi muốn giới thiệu với các bạn là chúng ta có thể mua cái nước hoa đó ở đâu. Thì tôi nghĩ là mọi người, mọi thành viên tham gia tôi cũng muốn nói với các bạn luôn về Kazakhstan, thế nhưng mà tôi nhịn lại một tí đã, thì cho tôi giới thiệu là các bạn có thể mua cái này ở đâu. Vậy thì là chúng ta có thể mua trên Market Hub Coinset và trên chat, và chúng ta cũng có thể thấy được đường link mà chúng ta có thể mở ra để chúng ta xem cái catalog, làm quen với nội dung, về cái bên trong của cái gói đấy, xem giá cả các loại. Ở đây chúng ta có một cái hướng dẫn rất là chi tiết cách để chúng ta mua hàng, đặt hàng. Chúng ta có thể xem xét trước kỹ trước khi mua. Chúng ta cũng muốn bổ sung thêm là khi mà chúng ta đăng ký đơn hàng ấy, thì chúng ta cần phải nhớ là tiền tiền ship là trả riêng nhé, như chị Cẩm Nhung vừa nói đấy. Chúng ta không thể biết trước được là tiền ship trong nước này hay nước kia là bao nhiêu tiền, thế cho nên là các bạn sẽ phải chi trả cái tiền đó, tự mình trả sau khi mà chúng ta đã đặt hàng rồi. Và cuối cùng chúng ta sẽ chuyển sang cái đề tài mà tôi cũng rất là muốn giới thiệu với các bạn, là chúng ta đã có một cái trang web riêng ở Kazakhstan. Đã biết là đây chúng ta có rất là nhiều thành viên tham gia là người tiếng Nga, hay các bạn tranh thủ cái mã QR này để chúng ta chuyển sang cái trang web này, chúng ta có thể đặt hàng trực tiếp, đặt hàng nước hoa trực tiếp. Và nó sẽ sắp tới nó sẽ được đưa đến cửa nhà các bạn rồi. Để các bạn tôi xin slide tiếp theo. Ở đây chúng ta cũng có trang web dành cho nước Mỹ. Hiện giờ thì cũng chưa có cơ hội để đặt hàng ở trên trang web này. Thì như các bạn hãy theo dõi tin tức nhé. Chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ công bố tin tức cụ thể về việc bán hàng qua trang web của Mỹ, và
không phải là người Mỹ nào cũng có thể được lên web này đâu. Em xem America này để đặt hàng và nhận cái sản phẩm của mình. Tôi còn chưa nói hết các cái tin tức mà gắn liền nữa, chúng ta phải để dành đến cuối cho nó thú vị. Ta có website dành cho Ấn Độ, nó cũng gần như là xong rồi, hiện giờ thì cũng chưa được mở ra cho mọi người xài luôn, chưa được bán hàng trên đó. Để chúng ta chịu khó chờ thêm khoảng độ vài tuần nữa cho đến lúc chúng ta có thông báo chính thức về việc phát triển website cho Ấn Độ. Xin lỗi, tôi nói Ấn Độ nhưng mà thực ra đây là trên slide của chúng ta lại ghi là website Dubai cơ. Vâng. Tôi đã hơi cập nhật trên chiếc ô tô rồi. Website Dubai thì làm việc từ những ngày đầu tiên rồi. Nên nó có hoạt động rồi, chúng ta hoàn toàn có thể tham gia để đặt hàng sản phẩm, giới thiệu, tìm hiểu thông tin về dự án, về tác giả, về Raymond Becker. Và ở đây chúng ta có thể biết hết các thông tin của về cái nước hoa này. Ta có một cái thông tin cá nhân chi tiết về ông Becker này, và chúng ta cũng có thông tin được mô tả cái bộ sưu tập từ 2S 1, 2, 3, tất cả từ 1 đến 8, chúng ta có cái mô tả cho các loại nước hoa, các mùi khác nhau. Chúng ta sẽ được tìm hiểu thêm về thông tin về việc giao hàng. Đấy thì trang web tiếp theo chắc chắn là có rồi. Rồi chúng ta có rất là nhiều khu vực mà có website. Website dành cho Ấn Độ thì đã được chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng mà chưa được khai trương. Chúng ta chờ thêm đến lúc có thông báo chính thức. Sau đó thì người Ấn Độ có thể đặt hàng trên trang web đó, mỗi người có thể đặt hàng và thanh toán bằng tiền nội tệ của nước mình. Bởi vì là ở đây thì là nước hoa thì đã có mặt ở Ấn Độ rồi. Đấy thì các bạn hãy sử dụng mã QR và chia sẻ cái thông tin đó với các đối tác của mình. Để tôi xin slide tiếp theo vậy ạ. Ngoài ra thì chúng ta cũng có một cái tin tức rất là tuyệt vời. Tôi làm việc ở công ty này cũng không phải 1 năm đâu. Rất là từ hồi tôi nhớ là 2 năm trước thì là đã có công ty triển Eversense được triển khai một cái ngày rất là đẹp, ngày 24/2/2022, là một cái ngày rất là đặc biệt khi mà mọi người có cái cơ hội và bắt đầu mua các cái gói. Đến thời điểm đấy thì tất nhiên là chúng tôi chỉ có cái bộ sưu tập presentation set, mọi người cũng chưa biết là các mùi hương như thế nào. Với nhiều người thì đây là sản phẩm mới, thế nhưng trong vòng 2 năm thì chúng tôi đã hết sức cố gắng và đã đạt được rất là nhiều thành tựu thay đổi cho một cái sản phẩm dự án này rất là mới. Dự án này được coi là dự án mới mà non trẻ. Thế trong thời gian đó thì chúng tôi đã tổ chức vài cái tuần lễ vàng, có các chương trình khuyến mãi để cho mọi người có thể mua nước hoa mà thanh toán, chỉ thanh toán mỗi tiền phí ship thôi, còn lại là được miễn phí nhận hàng. Thế thì chúng ta cũng có các cái chương trình khuyến mãi mà người chiến thắng thì có thể được gặp anh Ramon Becerra. Tôi cũng có cái business forum ở Barcelona, có cái chương trình thử mùi ở Latvia. Tôi cũng đã có mặt ở cả Barcelona lẫn ở Latvia. Có rất là nhiều sự kiện đã diễn ra trong thời gian đó, và cho tôi xin slide tiếp theo ấy. Và còn cái gì nữa nhỉ? Tôi còn chưa kịp kể hết. Đấy thì tôi muốn chúc mừng các nước đứng trong danh sách top 10 về doanh số bán hàng. Thế thì chúng ta luôn luôn có Ấn Độ là đứng đầu. Tôi biết đây là một đất nước rất là lớn, cả một tiểu lục địa luôn, có rất là nhiều đối tác thì họ rất là thích các cái mùi nước hoa này. Cho nên tôi cảm thấy là các bạn Ấn Độ rất là tuyệt vời, các bạn ở cả Việt Nam cũng thế. Việt Nam đã tham gia vào top 3. Và tôi biết tại sao chúng ta lại có cả một website dành cho Kazakhstan. Bởi vì bây giờ các bạn có thể đặt hàng và thanh toán bằng tiền nội địa của các bạn, không cần phải chờ đợi lâu. Mỹ cũng thế, Peru, Nga, Italia là các nước mà đã có được cái kết quả doanh số tốt nhất trong suốt thời gian qua. Còn việc giao hàng thì sao? Thì tôi đã nói là chúng ta có những cái khu vực
mà sản phẩm đã được giao hàng ở Dubai, Kazakhstan, ở Mỹ, dần dần thì chúng ta sẽ phát triển thêm cái việc cái mạng lưới này. Đáng tiếc là ở châu Âu thì hiện giờ vẫn còn là một cái khu vực mà chúng tôi vẫn đang mất thời gian để xin các loại giấy phép để có thể nhập khẩu sản phẩm này vào. Và các bạn hiểu là sản phẩm này nước hoa chọn là có cồn. Cồn thì nó là cái sản phẩm đặc biệt, nó là một cái loại hàng hóa nguy hiểm. Cho nên là chúng tôi cần rất là nhiều thời gian, cần rất nhiều giấy tờ, thời gian để làm giấy tờ. Và tôi rất là cảm ơn mọi người đã chịu khó chờ, kiên nhẫn. Chúng ta không hề dừng cái quá trình làm việc đấy đâu, chúng tôi cũng đang cố gắng để có đầy đủ các cái giấy tờ khác. Đây có thể là tháng tháng hè sẽ làm xong, tôi không muốn nói cụ thể ngày bởi vì sợ là không làm mà được đúng thì lại thành ra là dở hơi, thì tôi không muốn nói cụ thể, nhưng mà tôi nghĩ là đến hè thì chúng ta sẽ có thể có được những cái cách. Một số người thì sang Dubai, bay sang Dubai để nhận cái hàng. Tôi vẫn nhớ là có vài vài năm trước khi mà tôi tham gia vào trong cái business forum ở Tây Ban Nha thì ở đấy thì tôi đã nhận cái đơn hàng của mình ở chính Tây Ban Nha luôn. Thế cho nên là chúng ta hãy cố gắng kiên nhẫn một chút xíu nữa. Và tôi sẽ cảm ơn các bạn vì các bạn luôn kiên nhẫn và bao dung. Toàn bộ cái dự án này đang là quản lý dự án này đang làm việc rất là chăm chỉ để chúng ta có thể nhanh chóng có được cái nước hoa của mình. Trước khi mà tôi chuyển sang slide tiếp theo, slide cuối cùng của tôi ngày hôm nay thì chúng tôi có một một cái video nho nhỏ nữa mà tôi muốn gửi lời chúc mừng các bạn nhân dịp kỷ niệm 2 năm tuổi của công ty này. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng công ty này, bởi vì dự án mà đã được tạo ra cho cộng đồng thế thì chúng ta cần phải nói, cần phải giới thiệu. Hiện nay thì vẫn còn một số vấn đề về giao hàng, thế nhưng mà công ty vẫn tiếp tục làm việc, chúng tôi vẫn cố gắng tổ chức các cái sự kiện, làm tất cả những gì có thể để chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi để hỗ trợ lẫn nhau và tận hưởng cái mùi nước hoa thơm ngát này. Và tôi xin cảm ơn mọi người và chúc các bạn một buổi tối tốt lành và hẹn gặp các bạn vào thứ năm tuần sau. Thứ năm nào tôi cũng có một cái buổi thuyết trình vào các buổi thứ năm hàng tuần. Xin chào tất cả các bạn. Thank you.
Vâng, cảm ơn chị Alena rất nhiều về thông tin mà chị đã chia sẻ cho tất cả mọi người về Evosen. Như Alena đã nói thì chúng ta đang tiếp tục tiến lên phía trước. Chúng ta vẫn tiếp tục thực hiện chương trình Evosen. Và chẳng bao lâu nữa thì chúng ta sẽ có những cái chương trình promotion mới. Thì các bạn nhớ theo dõi tin tức trên Coinset, trên MarketCap. Theo dõi các cái thông báo của công ty. Và tôi xin chúc mừng Kazakhstan. Xin cảm ơn các bạn vì tất cả những gì các bạn đã thực hiện, các công việc, khối lượng công việc mà các bạn đã làm. Tôi cũng theo dõi những gì diễn ra ở Mỹ, ở Ấn Độ. Sắp tới chúng ta sẽ mở ra thêm những nước mới nữa. Mỹ thì tôi đang cố gắng thực hiện và để xử lý tất cả các cái đơn hàng cũ, gần nhất nhận những đơn hàng mới. Tôi cũng đang cố gắng song song là phục vụ các khách hàng cũ cũng như là các khách hàng mới, tìm kiếm hỗ trợ tất cả các khách hàng ở châu Mỹ Latin, Peru, Ecuador, Colombia. Chúng tôi có một số khó khăn để đặt giao hàng đến các khu vực đấy, thì các bạn xin các bạn hãy kiên nhẫn, chắc chắn là các bạn sẽ nhận được sản phẩm của mình thôi. Sản phẩm rất là đặc biệt, hàng hóa nguy hiểm, cho nên là cần rất là nhiều thời gian để chúng ta có thể thực hiện đúng cái quy định của nước sở tại. Tôi cũng muốn thu hút sự chú ý của các bạn đến với sản phẩm hôm nay chúng ta cũng chưa kịp nói kỹ, đó là sản phẩm mà được thực hiện ở công ty, đội ngũ của chúng ta tổ chức cùng với tổng giám đốc của chúng ta có cái dự án IPU ở Úc mà Ian và Aiden đang phụ trách. Ta có JFST, FNT, Global Unit Pay. Ban đầu thì là anh Valentin là người quản lý và phụ trách, thì tôi rất là vui mừng về những cái tiến triển mà chúng ta đang thực hiện được. Để nắm bắt được thông tin thì các bạn nhớ vào back office xem cái mục tin tức. Và nếu như các bạn là người mới ở công ty thì chắc chắn là các bạn phải nghiên cứu cái thông tin này và để nắm tất cả những cái điều gì đang diễn ra với Coinset nói chung, để chúng ta có đủ đủ thông tin trong các cái sản phẩm mới của chúng ta. Thì một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đứng đằng sau thực hiện những cái dự án này. Và phần cuối cùng của chúng ta là các cơ hội của MNCI. Và tiếp theo là chúng ta có chị Mila Serdukova sẽ là phát biểu. Vậy tôi có thể nói gì với các bạn về cái người phụ nữ tuyệt vời này? Chắc chắn là các bạn cũng biết cô ấy là ai rồi. Đó là cái người mà có rất là nhiều vai trò chức năng, mà chị ấy luôn luôn làm việc chăm chỉ, thực hiện rất là nhiều công việc sau màn. Cái người có thể làm việc 24 giờ trên một ngày. Chúng tôi với cả vợ tôi thì biết chắc chắn là cái công việc đấy rất là vất vả, bởi vì khi mà chúng ta vừa làm công việc kinh doanh lẫn những cái công việc gia đình. Chị ấy có một cô con gái nhỏ mà. Tôi với cả Nhung thì cũng rất là một đội ngũ rất là đồng lòng nhất sức, của tôi nghĩ là Valentina và Mila cũng thế, cũng là một cặp đôi vừa làm việc cùng nhau vừa rất là hạnh phúc. Một lần nữa mà tôi mới bắt đầu làm việc ở trong cái công ty này thì tôi cũng đã hơi ghen một chút với cái công ty này, bởi vì là công ty này cướp rất nhiều thời gian của vợ tôi, không có thời gian dành cho tôi nữa, không còn thời gian dành cho con cái. Cho nên là chúng ta phải có sự cân bằng giữa cuộc sống và gia đình. Đấy, chúng ta cần phải dành thời gian cho vợ chồng con cái của mình nữa, để phân bổ tất cả những cái chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm để chúng ta làm cân đối được cả hai cuộc sống lẫn công việc. Nên khi mà chúng ta đã thực hiện xong rồi, chúng ta có thể hỏi cái người nửa còn lại của mình là có cần hỗ trợ gì không. Tôi biết là anh Arman Mutnik cũng cũng phải chia sẻ ra bản thân mình giữa cuộc sống với cuộc sống gia đình với công việc. Đấy, nhưng mà tôi cũng rất là muốn gửi lời cảm ơn đến chị Mila Serdukova. Tôi biết là ai mà biết chị Mila trực tiếp thì chắc chắn là sẽ nhất trí đồng lòng với tôi. Các bạn cứ tự đọc mà xem, chỉ là một phần của những gì mà cô ấy làm thôi. Đối với tôi thì đây là một cái tấm gương để học tập. Và trong tất cả những người trong công ty của chúng ta, nhất là với những người phụ nữ, cộng đồng của chúng ta có rất là nhiều người phụ nữ mạnh mẽ. Và tôi rất là tự hào về họ. Tôi thì luôn luôn là rất là ngưỡng mộ và rất là kính nể những người phụ nữ này. Và tất nhiên là cả nam giới cũng thế, tôi cũng không là hạ thấp cái vai trò của người nam giới làm gì cả.
Tôi thì tôi tin chắc rằng là mọi người cũng xứng đáng được những người xứng đáng được nể trọng thì cũng phải được biết đến điều đó, thì tôi cũng luôn luôn nói điều đấy. Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn anh David vì đã dành những cái lời hoa mỹ nhất dành cho tôi. Vâng, các bạn có khỏe không? Các bạn cảm thấy thế nào? Có hứng khởi không? Tôi thì tôi chưa thấy nhiều phản hồi ở trong các khung chat của chúng ta trong tiếng Anh chẳng hạn. Thực ra thì cá nhân tôi thì tôi rất thích những cái phần trình bày hôm nay của các speaker của chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì tôi đã trực tiếp chứng kiến cái quá trình làm việc, lao động hăng say của các bộ phận của chúng ta, như bộ phận tài chính, bộ phận thiết kế, bộ phận dự án. Họ dành rất nhiều công sức làm mọi thứ để mà chúng ta có được những cái sản phẩm tuyệt vời nhất. Và chúng ta cũng đã được nghe về các dự án khác nhau hôm nay của chúng ta, đúng không? Và tôi hy vọng rằng các bạn cũng đang cảm thấy hứng khởi giống như tôi. Bởi vì tôi, cá nhân tôi thì tôi thấy rằng mình đang có cơ hội trở thành, cơ hội tuyệt vời để mà trở thành là một phần của những dự án này, của hệ sinh thái này. Và hôm nay tôi sẽ kể với các bạn về những ưu điểm của MLCI. Tôi thì tôi biết rằng là rất nhiều người tham gia buổi webinar hôm nay là MCI là cái gì. Và nếu mà các bạn đã biết về MLCI thì cho tôi vào khung chat dấu cộng với ạ. Vâng, tôi thấy có rất nhiều dấu cộng ở trong khung chat tiếng Anh, bạn đi ra Giang và đi ra Mai. Vâng, rất nhiều người. Rất nhiều người trong phòng tiếng Anh, trong Zoom tiếng Anh để dấu cộng. Vâng. Vậy thì có ai trong số chúng ta là chưa bao giờ được nghe về MLCI không? Hình như tiếng Anh với tiếng Nga thì tôi thấy rất nhiều dấu cộng. Toàn là dấu cộng thôi. Có lẽ là mọi người là đều khá là rõ về MLCI rồi. Vậy thì tôi sẽ nói một cách ngắn gọn thôi. Tôi sẽ giới thiệu qua lại một lần nữa để mà chúng ta cùng nhớ nhé. MLCI là gì? MLCI là một cái khái niệm, một cái mô hình được tạo ra khoảng 8 năm trước, là một cái mô hình giúp cho con người có thể được sử dụng, tiếp cận những cái sản phẩm, những cái dịch vụ mà được tạo ra trong một cái cộng đồng. Ví dụ như là dự án Everhealth, rồi cũng có những cái chương trình trả thưởng bằng điểm thưởng. Ví dụ như khi các bạn mà mua một gói sản phẩm nào đấy thì các bạn được nhận điểm thưởng và đổi điểm thưởng đó sang cổ phần của doanh nghiệp của chúng ta và trở thành là đồng sở hữu doanh nghiệp. Vâng, và cá nhân tôi thì tôi sẽ tin tưởng và tin yêu cái sản phẩm Everhealth của chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì tôi rất tin vào cái y học đông y, y học truyền thống của chúng ta, một cái nền y học dựa trên những cái kinh nghiệm được đúc rút lâu đời. Và tôi tin tưởng vào cái sản phẩm được tạo ra bởi chị Cẩm Nhung và đội ngũ Việt Nam. Vâng, các bạn thì cũng có thể là giữ vai trò là đơn thuần là người tiêu dùng, thế nhưng mà các bạn cũng có thể giữ vai trò là đồng sở hữu doanh nghiệp và cũng giữ vai trò là những nhà quảng bá, những nhà phân phối sản phẩm. Tức là xây dựng doanh nghiệp riêng cho mình để mà các bạn có thể phát triển trên con đường kinh doanh của mình. Và MLCI có rất nhiều ưu điểm, rất nhiều điểm mạnh. MLCI trước tiên là giáo dục một cách toàn diện về tài chính và kinh doanh. Chúng tôi có những cái chương trình giáo dục rất là hay, rất là thú vị và bổ ích. Nếu mà các bạn đang có một cái nền tảng doanh nghiệp nào đó thì khi mà bạn đã biết đến MOCI thì chắc chắn là bạn sẽ đạt được thành công lớn hơn, bởi vì là những cái nền tảng giáo dục của MOCI nó không chỉ bổ ích trong công việc kinh doanh mà cả trong cuộc sống. Và chúng tôi là hướng đến cái việc mà phát triển giáo dục toàn diện trên
toàn hành tinh của chúng ta. Vâng, nếu mà các bạn mà đã tham gia vào một cái khóa học, một cái buổi tập huấn nào đấy, một ngày chẳng hạn, vào cuối tháng 12 trước năm mới dương lịch, thì cho tôi xin dấu cộng. Hồi đó là có tôi tham gia, có anh Ác Mang, có chị Cẩm Nhung, chúng tôi có phát biểu. Và tôi có thể nói rằng là tất cả những cái kiến thức mà nằm trong những cái gói giáo dục, những cái gói học tập của chúng tôi thì đều dựa trên được đúc kết những cái kinh nghiệm lâu năm của những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này. Và đương nhiên là MLCI là dành cho những người mà muốn có một doanh nghiệp riêng cho mình, muốn làm chủ cuộc sống của mình. Và chúng tôi thì có rất rất nhiều các dự án khác nhau, nên các bạn có thể là chọn cho mình một cái dự án thực sự là phù hợp với bản thân. Các bạn cũng có thể chọn cho mình một cái dự án của chúng tôi để mà biến nó thành là một cái nguồn thu nhập chính hoặc là một nguồn thu nhập thụ động cho gia đình mình. Có thể chọn vài dự án cũng được nếu mà các bạn đủ sức để mà làm. Có những người, người ta tham gia cộng đồng, tham gia doanh nghiệp của chúng ta từ là một người đang đi học, từ một sinh viên, một người trẻ. Chưa có kiến thức, chưa có kỹ năng gì, nhưng mà sau vài năm tham gia với chúng tôi thì họ trở thành những speaker chuyên nghiệp, những người thực sự là có kiến thức, có chỗ đứng. Và nếu mà các bạn có hướng phát triển thì các bạn là nên tham gia. Và để mà các bạn hình dung ra được cái chương trình trả thưởng nó như thế nào, kế hoạch trả thưởng của chúng ta như thế nào, thì các bạn có thể là truy cập cái trang web của công ty đấy. Thì kế hoạch marketing hoặc là kế hoạch trả thưởng là gì, là một công cụ kinh doanh có thể giúp bạn xây dựng chiến lược và chiến thuật từng bước để hiện thực hóa mục tiêu của mình. Ví dụ như chẳng hạn nha, bạn đặt mục tiêu là mỗi tháng là kiếm được 3.000 đô, 3.000 đô la Mỹ ấy, thì bạn cần phải biết được rằng phải lập ra một cái kế hoạch cụ thể là cần phải làm những gì, bước đi từ đâu, bắt đầu từ đâu. Thế thì bạn cần phải truy cập trang web theo đường link, rồi các bạn đăng ký tài khoản và để lại những cái thông tin cá nhân của mình. Rồi bạn cũng sẽ nhận được cái hướng dẫn là làm như thế nào để mà đạt được những con số nhất định để mà đạt được cái mục tiêu của mình. Ví dụ như là cái kế hoạch marketing của chúng tôi thì trong vòng một thời gian phát triển, hình thành và phát triển thì nó đã đơn giản hóa rất nhiều. Hay là các nấc thang vinh danh của chúng ta ở cái slide này các bạn có thể thấy. Thì đây là các nấc thang. Thì khi mà bạn đạt được một số điểm nhất định thì bạn sẽ đạt được một cái nấc thang nhất định. Ví dụ như bạn là tư vấn viên với 300 đến 1.000 unit thì bạn sẽ trở thành tư vấn viên. Thế thì từ cái cấp tư vấn viên này thì bạn trở thành một người mà không chỉ là dừng lại ở góc độ là tiêu dùng mà còn hướng đến cái sự phát triển doanh nghiệp cá nhân cho mình, phát triển cái mô hình này. Ví dụ như tôi thì tôi rất muốn là phát triển một cái dự án nào đấy dựa trên ý tưởng của người khác. Ví dụ như các bạn đồng ý với tôi thì cho tôi xin dấu cộng vào khung chat nhé. Ví dụ như chúng ta sử dụng cái ý tưởng là sản xuất nước hoa, đấy là ý tưởng của người khác. Và người khác đã bỏ tiền vào đấy để mà phát triển dự án. Chúng ta chưa hề bỏ một đồng nào, nhưng mà chúng ta có thể tận dụng được cái nguồn lực đó, tận dụng được những cái cơ hội mà dự án đem lại. Và quả thật là họ, những cá nhân như chị Cẩm Nhung đã bỏ ra rất nhiều tiền để mà có thể phát triển được dự án, để mà thử nghiệm, để mà nhận được các giấy chứng nhận, rồi vượt qua những cái vòng kiểm tra khắc nghiệt từ các bộ ban ngành khác nhau, rồi để
Thì cụ thể chúng ta hiện nay, hiện giờ là chưa bỏ ra một đồng nào, đúng không? Chúng ta vẫn chưa mất một đồng tiền nào để mà có cái dự án này. Thế nhưng mà chúng ta lại có cơ hội để mà tận hưởng cái lợi thế của nó. Các bạn có thể sử dụng nó để mà tạo ra doanh thu, để mà tạo ra kế hoạch kinh doanh của mình và để đạt được những cái mục tiêu về thu nhập cá nhân của mình. Và tất cả những cái đó nhờ có MLCI. Và chính ở đây các bạn có thể xây dựng đội nhóm của mình, xây dựng cho mình một team. Có rất nhiều cái ví dụ khác, đấy chỉ là một cái ví dụ rất nhỏ thôi. Ví dụ như một cái dự án khác như FPDC, đấy thì một cái dự án về trò chơi, một cái dự án game. Đấy, thế thì 7 ngày nữa, trong vòng một tuần nữa thì cái dự án đấy sẽ không còn có mặt ở trên Coinsets nữa. Tức là đây là cơ hội cuối cùng để các bạn tham gia cái dự án đó. Thì các bạn sẽ có 7 ngày để mà bắt đầu xây dựng cho mình một cái doanh nghiệp dựa trên một cái dự án vô cùng tiềm năng. Những cái cơ hội ngon thì không bao giờ là có nhiều. Vậy thì tôi muốn nói gì? Tôi muốn nói là chúng ta cần phải phát triển và tích lũy kinh nghiệm và đưa ra những cái sự lựa chọn cho mình. Xem dự án nào nó phù hợp với mình thì mình lựa chọn dự án đó. À, tôi muốn bổ sung thêm là cái kế hoạch marketing hay là kế hoạch trả thưởng của chúng ta thì nó được áp dụng cho tất cả các dự án. Mặc dù là bạn phát triển một dự án nào thì bạn cũng sẽ được trả thưởng. Dù các bạn đang dành tâm huyết cho một cái sản phẩm nào thì bạn vẫn sẽ nhận được những cái điểm thưởng và để mà đạt được những cái nấc thang nhất định. Chúng tôi thì có những cái thống kê khác nhau và theo thống kê khoa học đấy thì cứ một thời gian sau khi làm một công việc nào đó, ví dụ như khoảng 7 năm, 5 7 năm gì đấy thì người ta sẽ thấy chán một cái công việc nào đấy. Thì cho tôi xin dấu cộng vào khung trác nhé, nếu các bạn cũng thấy đồng tình với tôi. Ví dụ như tôi hồi trước thì tôi là một nhân viên chuyên về sale, thì tôi bán hàng, tôi làm công việc đó mấy năm và đến một cái thời điểm tuyệt vời thì tôi thấy rằng là tôi đã đạt được hết trong cái ngành sale đấy rồi. Tôi không tìm được cho mình một cái gì đó mới, tôi không còn thấy hứng thú với công việc nữa. Và lúc đó tôi thấy rằng là cái hệ sinh thái này vô cùng tuyệt vời, bởi vì là nó có rất nhiều các dự án khác nhau, nên là và chúng ta cũng có thể giữ được rất nhiều vai trò khác nhau, và chúng ta có thể tìm trên Coinset của chúng ta rất nhiều dự án khác nhau để mà không thấy nhàm chán. Ví dụ như bạn bắt đầu xây dựng cái doanh nghiệp của mình dựa trên một cái dự án nhất định, một cái sản phẩm nhất định, nhưng mà sau đó các bạn thấy chán nó thì bạn vẫn có thể được giữ nguyên cái nấc thang, cái hạng vinh danh của mình, và các bạn tiếp tục là phát triển cái doanh nghiệp của mình, cái đội ngũ của mình theo hướng một cái dự án khác. Đấy là tôi nói ngắn gọn, nói sơ qua như thế để mà các bạn có một cái hình dung. Vâng, cho tôi slide tiếp theo. Ở đây thì chúng ta có kế hoạch tạo sự giàu có. Và đây là cái kế hoạch của chúng ta, là nó sẽ như thế nào. Là khi mà bạn đầu tư vào một cái sản phẩm, một cái dự án nào đấy ở trong back office của chúng ta, thì các bạn ban đầu là user, tức là người dùng bình thường thôi, đúng không? Sau đó thì bạn trở thành là khách hàng, và sau đó nấc thang tiếp theo là bạn sẽ trở thành là đối tác của chúng tôi. Và khi mà các bạn trở thành đối tác là các bạn bắt đầu là nhận được những cái phần trăm hoa hồng. Đấy thì bạn chưa cần phải đầu tư gì mà bạn vẫn có thể nhận được phần trăm hoa hồng khi mà bạn giới thiệu người mới, giới thiệu những cái đối tượng khách hàng hay là người dùng hay là những người khác mà có muốn tham gia phát triển dự án với chúng ta. Đấy, đây là cái cốt lõi
của cái kế hoạch phát triển của chúng ta, kế hoạch tạo ra sự giàu có. Và sau đó thì các bạn trở thành đại lý, các bạn trở thành tư vấn viên, rồi quản lý, rồi trở thành quản lý cấp cao và vân vân. Đấy thì tất cả những cái đó là những cái mức rank, những cái hạng vinh danh của chúng tôi. Chúng ta thì không phải là chỉ có một cách trả thưởng, không chỉ có là theo chiều dọc là chúng ta nhận thưởng và nhận lương một cách đơn thuần, mà chúng ta càng lên cao thì chúng ta sẽ càng được nhiều điểm thưởng, càng được nhiều hoa hồng. Đấy, nếu mà các bạn mà hiểu cái vừa rồi tôi nói thì các bạn cho tôi xin dấu hiệu nhé, cho tôi xin dấu cộng chẳng hạn, bởi vì là ví dụ như trong phòng tiếng Anh thì tôi thấy rằng là mọi người đang có vẻ là buồn ngủ, không thấy có phản hồi, không có hồi đáp gì cả. Đấy, thì tôi cũng muốn nhận được cái phản hồi của các bạn, rằng các bạn hiểu những gì mà tôi đang nói. Chúng ta thì đương nhiên là hướng đến sự phát triển của các dự án. Nhưng mà để mà phát triển được một dự án nào đó thì chúng ta cần thời gian. Cái gì thì cũng phải từ từ. Và chúng ta cần phải đưa ra quyết định đúng lúc. Khi mà chúng ta muốn phát triển một cái doanh nghiệp cá nhân của mình thì mình cần phải quyết tâm và mình phải quyết đoán. Và mỗi khi mà các bạn tham gia các webinar của chúng tôi thì các bạn sẽ nhận được cũng rất nhiều cái kiến thức bổ ích để mà có thể chia sẻ với người thân, bạn bè, gia đình của mình. Và chúng tôi đã tạo ra một cái hệ thống đăng ký vô cùng là dễ hiểu, vô cùng là đơn giản. Chúng tôi đã đơn giản hóa cái hệ thống đăng ký dành cho các công dân ở các nước khác nhau. Bộ phận IT của chúng ta đã làm việc là hăng say và tạo ra một cái hệ thống đăng ký như thế này rất nhanh. Vâng, các bạn không cần phải xác nhận như trước nữa. Ví dụ như hồi trước là các bạn là cần phải được xác nhận trong vòng 24 giờ, phụ thuộc vào cái nơi mà bạn sinh sống ấy, và dựa trên những cái giấy tờ mà các bạn cung cấp thì các bạn mới được bắt tay vào làm việc và nhận được cái hoa hồng. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta không còn cái bước là phải là xác minh, xác nhận nữa. Các bạn có thể nhận được hoa hồng ngay. Bởi vì sao? Hồi trước thì nhiều đối tác của chúng tôi là cũng đã phản ánh, cũng đã phàn nàn rằng là tại sao mà tôi chẳng may tôi quên, tôi không xác nhận, tôi không xác minh thì lại không được nhận hoa hồng. Thế thế thì đấy chính là cái bất cập của hệ thống đăng ký cũ, và bây giờ thì chúng ta đã giải quyết được cái vấn đề đó. Và nếu mà các bạn được trả thưởng chưa đầy đủ hay là bị thiếu cái gì đó thì các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để mà giải quyết cái vấn đề đó. Và bây giờ đấy là dành cho những người cũ nhé, những người cũ mà chẳng may mà chưa được trả thưởng theo đúng chương trình trả thưởng do là quên, không xác minh xác thực cái tài khoản của mình. Thế còn đối với người mới thì sao? Thì các bạn đăng ký rất là nhanh, thì theo các bước hướng dẫn ở trên này thì các bạn là vào theo đường link rồi điền thông tin rồi các bạn ký văn bằng, không cần chờ làm thủ tục xác minh nữa. Đấy, thế thì theo 5 bước như thế này thì các bạn sẽ hoàn thành cái thủ tục đăng ký của mình. Thì các bạn cũng có thể là gửi cái đường link này cho người thân, bạn bè, gia đình của mình, những ai mà muốn tham gia, tham dự vào cộng đồng của chúng ta. Thế thì ngay bây giờ các bạn có thể bắt đầu đăng ký ngay. Và bạn đăng ký xong thì các bạn có thể là ký ngay cái hợp đồng đối tác với công ty. Thì cái hợp đồng đối tác này sẽ được lấy những cái thông tin từ cái mà bạn cung cấp để mà khi mà đăng ký tài khoản của mình ấy. Đấy. Thế thì không không phải là bạn làm thuê cho công ty đâu nhé.
mà là bạn ký hợp đồng đối tác với công ty để mà bạn có thể là đại diện cho công ty mà thực hiện các thao tác khác nhau. Vâng, thì ở nước nào thì người ta cũng phải đóng thuế đúng không? Thế thì nhưng mà ở mỗi nước thì cái thủ tục đóng thuế rồi khai thuế nó khác nhau. Và chúng tôi thì chúng tôi cố gắng làm sao để mà nó thực sự là hợp lý và nó không vi phạm cái pháp luật của đất nước sở tại nơi bạn sinh sống. Nên là khi mà các bạn đã xác minh thì các bạn là cần khi mà các bạn xác minh xong thì các bạn là sẽ có thể là rút được cái tiền thưởng của mình. Bởi vì sao? Bởi vì là trong đó là chúng ta ơi đã cần phải trừ thuế cho bạn đúng không? Còn nếu mà các bạn mà chưa xác minh ấy thì các bạn thì vẫn nhận được cái điểm thưởng nhưng mà nó chỉ nằm trên tài khoản của các bạn thôi. Thế còn các bạn phải xác minh, xác thực thì lúc đó là các bạn là sẽ có thể rút được những cái hoa hồng của mình. Đấy, thế thì các bạn là hãy chú ý cái vấn đề này nhá. Và sau khi mà các bạn mà đã xác minh, xác thực cái tài khoản của mình thì các bạn có thể rút được những cái khoản thưởng, điện thưởng, tiền thưởng của mình bắt đầu từ 50 unit trở lên. Bất kể là con số nào. Đấy thì rất quan trọng là các bạn là vẫn cần phải làm cái thủ tục xác minh để mà rút nhé. Để mà đấy cái tôi thì tôi cần phải nói rất kỹ cái khoản này để mà mọi người hiểu và mọi người nắm được. Không lại quên sơ suất thì sau đó lại lại không nhớ lại gặp vấn đề trong việc rút thưởng hay các thứ gì thì nó không hay. Đấy thì nếu mà các bạn mà quên cái phần nào đấy liên quan đến thủ tục đăng ký rồi xác minh các thứ thì các bạn có hướng dẫn đầy đủ ở trên website thì các bạn cứ vào back office các bạn đọc. Vậy thì cái việc đăng ký thì hoàn toàn là miễn phí. Thì các bạn hãy mời thật nhiều người tham gia cùng mình để mà xây dựng cái doanh nghiệp của mình nhé. Và tôi muốn nhắc lại thêm một lần nữa là những ai mà có mong muốn là không chỉ là xây dựng một đội nhóm mà xây dựng cả một tổ chức lớn thì chúng tôi có một cái đề nghị, một cái đề xuất như thế này cho các bạn là chúng ta cần phải tập trung vào tăng trưởng kỹ năng của bản thân mình. Thì tức là như thế nào? Ban đầu thì các bạn là đương nhiên ở một cái cấp với kiến thức và kinh nghiệm nó ít ấy thì các bạn tổ chức những cái cuộc gặp thường là cuộc gặp riêng đúng không? Cuộc gặp ít người. Những cuộc gặp nhỏ để mà tự tin hơn, để mà giỏi hơn ở trong việc thuyết trình, vân vân. Rồi cái bước thứ hai là các bạn sẽ tổ chức các buổi webinar, các buổi hội thảo, hội nghị đông người. Và nếu mà các bạn muốn phát triển không chỉ là theo chiều dọc, không chỉ là một cách đơn thuần mà các bạn phát triển cả theo chiều ngang thì các bạn là cần và nên là đi theo từng bước như thế này để mà dần dần phát triển. Các bạn sau khi mà đã đạt được một cái trình độ nhất định thì các bạn có thể là tổ chức các hội nghị cá nhân của mình. Bạn có thể tập huấn cho mọi người, bạn có thể giúp cho những người mà bạn mời tham dự vào cộng đồng của chúng ta trở thành những doanh nhân thành đạt giống như bạn. Và trong khuôn khổ các sự kiện như đó như thế thì các bạn có thể là giúp họ giải đáp những cái thắc mắc liên quan đến lĩnh vực ngành nghề, công việc, kinh doanh của chúng ta, vân vân. Và cứ thế, các bạn cứ tiến dần lên các bước, các nấc thang tiếp theo. Cái này đó chính là cái sự trưởng thành. Và khi mà bạn đã đạt được tới một cái trình độ nào đó, một cái cấp bậc nào đó,
thì bạn không chỉ là đại diện cho cá nhân mình hay là đội ngũ của mình, mà bạn sẽ là đại diện khu vực. Bạn có thể là làm việc với các leader, các thủ lĩnh ở trong khu vực của bạn. Và sau đó thì các bạn, cái nấc thang tiếp theo là bạn trở thành là thành viên của hội đồng thủ lĩnh, hội đồng ambassador. Đấy. Thế thì tôi thấy rằng là trong cái buổi webinar ngày hôm nay của chúng ta có rất nhiều thành viên trong hội đồng này, thì hội đồng thủ lĩnh. Thế thì các bạn là những cái nhân tố nòng cốt mà đang giúp cộng đồng của chúng ta phát triển một cách bền vững, một cách mạnh mẽ. Quả thật là chúng ta cũng gặp phải rất nhiều khó khăn, nhưng mà chúng ta không sợ khó khăn nào khi mà có sự đồng hành của các bạn. Và tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới các bạn, những người đang nằm trong hội đồng thủ lĩnh của chúng ta. Và quả thật là khi mà đạt được tới cái nấc thang này thì đấy là một cái vinh dự vô cùng lớn, và nó cũng là một cái, thực sự là một niềm hạnh phúc đấy, cả đối với cá nhân tôi là thế. Khi mà tôi được mời vào cái hội đồng này thì quả thật là tôi, một cái cảm giác nó khó tả lắm. Bởi vì là sao? Bởi vì khi mà đã trở thành một người, một thành viên trong hội đồng thủ lĩnh thì quả thật là bạn sẽ có một cái cảm giác vô cùng đặc biệt rằng đây không phải là doanh nghiệp của người khác, không phải doanh nghiệp của ai đó mà mình không biết chẳng hạn, mà đây chính là doanh nghiệp của tôi sẽ phải cống hiến hết sức mình cho cái doanh nghiệp, cho cái cộng đồng này. Và đó chính là nơi mà chúng ta có thể tạo ra được những cái thành quả và đạt được những cái mục tiêu mà cộng đồng đề ra. Và thêm một cái hội đồng nữa, cái nấc thang cao nhất là hội đồng chủ tịch. Hội đồng chủ tịch thì chúng ta chưa có, nhưng mà sẽ có. Đây là một cái hội đồng mà gồm những thành viên mà sẽ đưa ra những cái quyết định cao nhất, những cái quyết định toàn cầu dành cho cộng đồng của chúng ta. Đó là những người mà sẽ đưa ra những quyết định liên quan đến hướng đi, hướng phát triển của cộng đồng, của từng dự án, của từng doanh nghiệp. Chúng tôi thì chưa biết cụ thể là bao giờ sẽ thành lập cái hội đồng này, nhưng mà có lẽ, có thể là cuối năm, có thể là vào tháng 10 năm nay, thì chúng ta đang hướng đến cái mục tiêu như thế. Đương nhiên là nó phải phụ thuộc vào những cái kết quả kinh doanh, nó phụ thuộc vào những cái thành quả về doanh thu mà chúng ta đạt được, thì chúng tôi sẽ thành lập một cái hội đồng này. Đây là hội đồng cấp cao nhất của cộng đồng của chúng ta. Và tôi rất vui nếu mà tôi sẽ thấy sự hiện diện, sự có mặt của các bạn ở trong hội đồng chủ tịch này. Vâng, và nếu mà các bạn đạt được các nấc thang cao thì chắc chắn là các bạn là sẽ được mời vào cái hội đồng này. Vâng, đây là tôi tạm gọi, tạm chia ra làm 7 cái bước tăng trưởng kỹ năng của bạn, là nó như thế này, như trên slide này. Đây là tạm chia như vậy thôi, thì bạn có một cái hình dung là làm như thế nào để mà mình phát triển về mặt cá nhân. Vâng, và ở cái slide tiếp theo, vâng, tập trung vào tăng trưởng mạng của bạn, tăng trưởng cái đội ngũ của bạn. Đây là chúng ta là có những cái phần bonus, những cái phần thưởng. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến anh Giovanni. Chính anh Giovanni đã nghĩ ra, đã đưa ra một cái đề xuất là tạo ra một cái sân chơi, một cái cuộc thi ở trong cộng đồng, trong hệ sinh thái của chúng ta. Đây là cuộc thi liên quan đến sự phát triển của từng đội nhóm. Thế thì như tôi đã nói rằng là ban đầu thì chúng ta là cần phải tự đạt được những thành tựu cá nhân, đúng không? Sau đó thì chúng ta là giúp một cái nhóm của mình là đạt được một cái thành tựu chung. Thì ví dụ như làm sao mà bạn có thể dạy người khác thuyết trình nếu mà bạn chưa phải là một speaker giỏi? Đấy, thì chúng tôi là có một cái cuộc thi như thế này. Thì đây là một cách mà bạn có thể chứng tỏ bản thân mình. Thì đây là một cái chương trình mà dành cho cái cấp
cấp 1 đấy, cấp đầu tiên đấy. Thế thì ở đây các bạn là cần đạt được một cái doanh số nào đấy nhất định để mà các bạn nhận được một cái phần thưởng hoa hồng nhất định. Tức là ngoài cái chương trình trả thưởng bình thường nhé, thì các bạn được nhận thêm những cái phần thưởng theo cái chương trình, cái cuộc thi này. Đấy, tức là chúng ta là niềm vui nhân đôi. Đấy, ví dụ như các bạn là có thể nhận được 8% hoa hồng hoặc nhiều hơn. Đấy, tức là theo theo một cái chương trình trả thưởng của chúng ta là ở đây, thì các bạn thấy đấy là kể từ tháng này là từ với mức doanh thu là từ 10.000 trở lên thì các bạn là sẽ được nhận thêm những cái phần thưởng, thêm một cái phần trăm thưởng, điểm thưởng, tiền thưởng nhất định thì các bạn sẽ nhận được ở trong back office. Thế thì các bạn là cũng cần phải chụp lại một cái thống kê về những cái doanh thu của mình trong tháng, và các bạn gửi cho bộ phận IT của chúng tôi, thì bộ phận IT của chúng tôi sẽ xem lại, kiểm tra lại xem có đúng là các bạn đạt được một cái mức doanh thu nào đấy không để mà chuyển tiền thưởng cho các bạn. Đấy, thế thì các bạn làm việc với cái tầng 1 của mình là càng nhiều thì đương nhiên là các bạn sẽ nhận được cái điểm thưởng càng cao, cái phần thưởng càng cao. Thế thì còn những người mà không chỉ làm việc với cả cái tầng 1 của mình, với cái tầng dưới mình, thì các bạn cũng có một cái chương trình. Đây là một cái chương trình mà trả thưởng thêm, trả thưởng bổ sung, cũng là một cái cuộc thi của chúng tôi dành riêng cho họ. Ví dụ như là doanh thu bán hàng mỗi tháng từ 5.000 đến 9.999 USD thì các bạn sẽ nhận được thêm cái điểm thưởng Ambassador là 5%. Đấy, thêm là số tiền đó. Thế thì đương nhiên là nếu mà các bạn nằm trong cái hội đồng hội đồng Ambassador ấy, thì các bạn sẽ nhận được cái điểm thưởng này. Đấy, thế thì cái này là dành cho những vị thủ lĩnh của chúng ta. Và cũng chương trình bắt đầu áp dụng là từ tháng 2 này. Nếu mà như là trước đây mà những người mà tham gia ở Ambassador ấy, hội đồng Ambassador, thì trước đây là nếu mà quốc gia của các bạn mà đạt được doanh thu là trên 50.000 đô thì là mới được thêm điểm thưởng. Thế nhưng mà anh Giovanni là đã đề xuất với chúng tôi là có thể là giảm những cái mức đó thấp hơn mà vẫn được nhận những cái phần trăm thưởng nhất định. Đấy, thế thì chúng tôi cũng rất thích cái đề xuất đó để mà chúng ta có thể là thôi thúc mọi người là làm việc một cách hăng say hơn. Vâng, cho tôi xin những cái phản hồi, những cái dấu cộng, những cái gì đó, những cái emotion nào đó để mà tôi có thể thấy rằng là các bạn hoan nghênh cái chương trình trả thưởng này, những cái cuộc thi này, một cái cuộc thi mà trả thưởng thêm cho chúng ta. Vâng, quả thật là cái đây là một cái điều vô cùng quan trọng, bởi vì là cái doanh số bán hàng của chúng ta thì nó đang có một chút là đi xuống, thế nhưng mà những cái chương trình này sẽ đem lại hiệu quả nhất định. Vâng, và đây là slide cuối cùng. Thì đây là có lẽ là một cái câu hỏi, một câu hỏi dành cho tất cả chúng ta. Tôi muốn hỏi các bạn là các bạn mơ ước về điều gì? Ai thì cũng có những cái ước mơ, những cái mục đích nhất định khác nhau. Thế thì nhưng mà suy cho cùng thì ai ai trong số chúng ta thì cũng chỉ có một cuộc sống mà thôi, một cái mạng mà thôi, nên là sớm hay muộn thì chúng ta cũng sẽ qua đời. Ai thì cũng muốn sống khỏe, sống lâu, sống hạnh phúc. Vậy thì tôi muốn hỏi rằng là các bạn là có những cái ước mơ gì cho tương lai gần, ví dụ như trong năm nay các bạn muốn tăng thu nhập của mình, hay là các bạn muốn
thay đổi ngành nghề lĩnh vực hoạt động của mình, trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp chẳng hạn, hay là các bạn muốn dành nhiều thời gian cho gia đình, đem lại cuộc sống giàu sang, một cái cuộc sống hạnh phúc cho gia đình mình. Vậy thì các bạn hãy so sánh, đối chiếu những cái mục tiêu, những cái ước mơ của mình với cái điều kiện của mình. Xem các bạn có đạt, liệu có đạt được không? Và Coinset chính là nơi mà có thể đặt nền móng cho các bạn đạt được những cái mục tiêu, những cái ước mong của mình. Chúng tôi có những dự án và những cái hướng đi, những cái con đường, những cái chỉ dẫn cụ thể cho bạn để mà bạn đạt được những cái điều đó, để mà bạn lớn lên, bạn trưởng thành hơn, để mà có thêm kiến thức, có thêm kinh nghiệm, có thêm trải nghiệm để mà có thể phát triển bản thân mình, phát triển những cái nguồn thu của mình. Quả thật là tôi muốn gửi một cái lời cảm ơn vô cùng sâu sắc tới tất cả những ai mà đã tham gia tổ chức cái buổi webinar ngày hôm nay, bởi vì là đây chính là nền móng dành cho rất nhiều người để mà có thể là biến cuộc sống của mình trở nên hạnh phúc hơn, giàu có hơn. Vâng, thì chúng ta hãy suy ngẫm một lúc. Sau buổi gặp này, chúng ta thử suy ngẫm xem chúng ta cần phải làm gì để mà chúng ta đạt được ước mơ, ước mong của mình. Và nếu mà các bạn tìm ra câu trả lời ở mô hình MLCI của chúng ta, của chúng tôi, thì chắc chắn là các bạn sẽ thành công. Vâng, tôi xin gửi lời lại cho anh David. Vâng, cảm ơn chị Mila. Theo tôi thì hôm nay chúng ta có một cái webinar thật là tuyệt vời rồi. Ta đã nghe thông tin về Evo Health Wellness và các tin tức mới nhất về Evosen, về MSCI. Và những ai tham gia của chúng ta từ đầu, từ lâu rồi thì chắc các bạn biết là chính là cái sứ mệnh của chúng ta. Sứ mệnh của chúng ta là mang lại cho mọi người những gì mà họ đang tìm kiếm. Chúng ta có cơ hội kinh doanh, còn chúng ta có sản phẩm, ta có cơ hội để bắt đầu cái công việc kinh doanh riêng của mình và xây dựng cái hệ thống của mình. Thì đó cũng chính là điều mà đã thu hút tôi đến với công ty này, cùng với những người cùng chung chí hướng với mình. Và mặc dù là chúng ta cũng đã nói bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, chúng ta cũng vẫn có chung một ý tưởng. Chúng ta giống nhau nhiều hơn là khác nhau. Chúng ta chấp nhận cái sự khác biệt, bởi vì chính là sự khác biệt làm cho chúng ta trở nên đặc biệt, độc nhất vô nhị. Và cái sự độc nhất vô nhị đó thì rất là hỗ trợ cho chúng ta trong cái công việc chung, làm chúng ta tốt hơn. Và tôi đã hiểu ra được điều này nhờ có công ty này, nhờ có sự tham gia của tôi trong công ty này. Mặc dù là về chúng ta cũng gặp phải khủng hoảng về tài chính, khủng hoảng về chiến tranh. Tôi không phải là nhà chính trị gia, tôi không muốn phán xét ai về cái tư tưởng chính trị hay là gì cả. Tôi biết là ai cũng yêu quý những người đất nước của mình, tổ quốc của mình, đồng hương của mình. Thì cũng rất tiếc là có những cái cuộc cấm vận mà chúng ta cần phải theo. Nhiều người hỏi tôi là tôi có thể mua sản phẩm này hay không? Tôi có họ hàng ở các khu vực bị cấm thì là tôi có thể làm không? Thì tất nhiên chúng ta có thể làm nhiều cách, nhưng chúng ta cần phải thực hiện đúng các cái quy định. Và chúng ta hãy không chúng tôi không muốn bắt các bạn phải suy nghĩ xem giống như chúng tôi cũng không quan tâm đến cái việc các bạn theo cái tư tưởng chính trị nào hay là tôn giáo nào. Nếu như chúng ta buồn chúng ta sẽ khóc, của chúng ta vui chúng ta đau chúng ta bị thương chúng ta sẽ chảy máu, thì cái đấy là chúng ta giống nhau ở chỗ đó và chúng ta phải là bạn bè của nhau. Và chúng đấy chính là cái điều mà làm chúng ta giống nhau, chúng ta kết nối chúng ta với bên nhau. Chúng tôi cung cấp cho các bạn sản phẩm hay là cơ hội kinh doanh, thì chúng tôi muốn là tất cả mọi người đều có những cơ hội khác nhau, để tất cả mọi người đều có được hòa bình trên khắp thế giới. Và đấy chính là mục tiêu của công ty chúng ta, cái sản phẩm của chúng ta, dịch vụ của chúng ta. Các bạn nhất định phải truyền đạt lại cái đường link của cái video ngày hôm nay cho những người mà không kịp tham gia đúng của chúng ta.
và xin cảm ơn tất cả những người đã làm việc sau cánh gà, những người làm IT hay như các moderator, host, các designer đã làm các cái slide rất là đẹp. Cảm ơn đội ngũ phiên dịch. Xin cảm ơn tất cả những ai tham gia làm những gì cần làm. Vậy chúng tôi xin chúc các bạn một buổi tối tốt lành, một buổi sáng ở Mỹ là đang ở Mỹ là đang là buổi sáng. Chúc các bạn một ngày tốt lành và tôi hy vọng chúng ta sẽ còn sớm lại gặp lại nhau. Cảm ơn. Listen, friend, I want to ask you something. I want to ask you what we normally forget, but it is very important. I suppose it is the most important thing you could hear from me right now. So listen carefully. Here's what I want to ask you to do. Dream. Dream like a child. Sincerely, with an open heart. Dream as if nobody has ever said this awful phrase to you. Dreams don't come true. That's a lie. Your dreams will come true if they are yours. If you believe, if you act. Dream. Dreams inspire, dreams motivate and move to act. Dreams make you get out of bed and fill you with energy. Dreams make you happier, as you cannot dream about something bad. Dreams give you wings. Dream, dream. The dream is your vector. A dream with faith and movement forwards is a goal, and the goal is certain. It gives direction. Without a dream, you are blind. You don't know where to go. You're a flugel spinning in place, a splinter carried by the turbulent flow of life wherever it pleases. Be a sheep. Dream. Live consciously. Live a full life. Dream. It is dreams that fill our lives with meaning. Don't exist. Live, I beg you. We did not come into this world to just work, exist, to fight for our place under the sun. We came to dream and thereby create. Dream. Don't look back. Dream about your own, not what you are told. However small your dream is, it is yours. Make it come true and dream about something else that is important to you. Dream after dream, dream after dream. This is life, do you understand? This is what life is about. Dream, I beg you, otherwise others will dream for you. But then you will not live your life, but theirs. And you will make the dreams of others come true, not yours. Do you want this? If this is what you live for, if this is what you dreamed about when you were little, when you loved and knew how to dream, listen, friend, stop. Don't run. You won't make it on time without a dream anyway, if you don't know where to run. Don't waste your time. Don't waste time at all. It is the most important thing you have. I never understood how you could kill time. Stop. Remember what you dreamed about as you did dream sometime before. Dreamed that you would grow up and become someone successful, someone important, significant. You'd become a scientist. Artist, doctor, sportsman, cosmonaut. You dreamed about traveling the whole world, discovering new things, creating a masterpiece, leaving a memory of yourself, or simply without knowing how, but dreamed you would definitely be happy. And then for some reason, you stopped, grew up. This world was created by dreamers, madmen. Nobody believed in their dreams. And those people said, hey, this is impossible. Stop being silly. Do something serious. Everything great that we appreciate, use, take selfies in front of was once someone's dream. Someone's impossible fantasy. Someone's goal and faith. Dream, friend, wherever you may be, whoever you might have become. It is never too late to make your dream come true. Think, what would you be doing right now if you were not surviving? What do you truly want? Ask yourself. People are made to discover and create.
You can't not want anything, not strive towards anything. It is abnormal. Do you understand? Now is the high time to start. Not yesterday, not tomorrow, not for Monday. Now, start dreaming. Dream big and dream small. See yourself and the world the way you like it. Create it in your fantasies, your mind first. Draw your masterpiece. Dream, believe, act, and never give up. Never, you hear me? Never give up and never betray your dream. I believe in you, friend, and you should too. Start dreaming.